Cô tưởng đây là tình trạng khối u của cô. Đã ở giai đoạn cuối rồi sao? Khối u chuyển biến xấu nhanh hơn là tôi nghĩ. Có nhất thiết phải điều trị nữa không? Lộ tổng, Lộ tổng, từ từ thôi. Cô là ai vậy? Sao cô lại biết mật khẩu nhà tôi? Chị Thanh Thanh, chị ở nhà? Không ở nhà thì tôi ở đâu được chứ? Tôi là thư ký mới của Lộ tổng, tên Châu Dân. Lộ tổng uống say rồi nên tôi đưa anh ấy về. Tôi biết rồi, cô về đi. Đừng, em đừng đi. Hay là tối nay cô ngủ lại đây đi. Chị Thanh Thanh, chị hiểu lầm rồi. Anh ấy uống say rồi. Tôi về trước đây. Lộ Minh Phi, em sắp chết rồi. Cô tưởng phải không? Lộ tổng nói má anh ta đang bệnh, khoảng thời gian này anh ta mong cô tới chăm sóc bà ta. Tôi biết rồi. Cô càng ngày càng quen với việc làm phu nhân rồi hay sao vậy? Kêu cô tới bệnh viện chăm tôi, cô lại lề mà lề mề. Cô muốn để tôi chết rồi mới tới sao? Dạ không phải. Cô tiêu tiền của con trai tôi mà không sinh được con cho nhà họ Lộ. Con tôi mà lấy cô, nhà họ Lộ bỏng tôi chẳng phải rất tuyệt hậu sao? Mấy năm trước con và Minh Phi khởi nghiệp rất vất vả, không giữ được đứa con đó con cũng rất đau đớn. Có điều bây giờ y học rất phát triển, con cũng đang tẩm bổ cho cơ thể. Đứa bé sớm muộn gì cũng sẽ tới. Chị giỏi cái miệng, bụng cô mà như vậy thì hãy cuốn xéo đi đi, đừng ảnh hưởng tới Minh Phi. Minh Phi, dạo này trời trở lạnh. Em nói thư ký Dương chuẩn bị quần áo ấm cho anh rồi. Lúc đi xã giao anh nhớ uống ít rượu thôi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu uống rượu thì nói thư ký Dương nấu canh giải rượu cho anh. Alo, Thanh Danh, mẹ anh đang bệnh, sao em lại làm mẹ anh tức chứ? Em không có làm vậy. Mẹ khó tính, em nhìn mẹ chút đi. Alo Thanh, em có đang nghe anh nói không vậy? Minh Phi, bao giờ anh về? Không phải anh đã nói là đang đi công tác sao? Nếu em cảm thấy chán, em hãy tự tìm việc gì mà làm đi. Học đánh đàn hay là bất cứ gì cũng được. Anh còn không về nhà sẽ không lấy được em đâu. Lộ tổng, bữa tối đã chuẩn bị xong. Tại sao bên anh lại có tiếng của phụ nữ? Anh vẫn còn đang ở triển lãm, thư ký Dương bị ốm nên anh kêu thư ký Châu đi cùng. Vậy sao? Thư ký Dương bị bệnh gì vậy? Em đừng có nghi ngờ vô cớ được không? Được rồi, anh tắt đây, anh còn có việc nữa. Em ơi là em, suýt nữa là em báo anh rồi. Lộ tổng, anh muốn phạt em thế nào đây? Để anh dạy dỗ lại em. Cô tưởng, cô tìm tôi sao? Tôi nghe Lộ tổng nói anh đã bị bệnh nên không đưa anh đi công tác cùng. Gần đây tôi có bị cảm lạnh. Về phía tập đoàn có động tĩnh gì không? Dạo này công ty đang tiếp xúc với tập đoàn Phó Thị, nghe nói CEO bên đó đã đến bên này.
Phó thị, Phó Cẩn Chi. Phó tổng, tập đoàn Lộ Thị có thư ký Dương tới, muốn đàm phán với anh về chuyện hợp tác. Cho dù Lộ Minh Phi không tới, chẳng phải Lộ Thị vẫn còn cô trưởng gì đó sao? Sao lại để cho một thư ký ra mặt chứ? Nghe nói dạo gần đây cô trưởng không khỏe, nên đã không còn tham gia vào công việc của Lộ Thị. Chuẩn bị xe giúp tôi đi. Anh muốn đi đâu? Đi gặp một người bạn. Cẩn Ngôn, sao cậu lại có thời gian gọi video cho mình chứ? Nè Tưởng, cậu quá đáng quá nha. Cậu tới Hải Thị, sao không thông báo cho tôi chứ? Mình không ở Hải Thị. Vậy thì lạ ghê. Vừa lúc nãy mình thấy Lộ Minh Phi cùng một cô gái đi vào trong biệt thự view biển của các cậu. Trễ như vậy rồi mà còn đi vào đó. Gì chứ? Lẽ nào cậu chia tay với anh ta rồi sao? Cậu mau nói đi. Cậu đã chia tay với tên vô dụng đó rồi phải không? Dạo này anh ấy đi công tác ở đó. Người đó chính là trợ lý của anh ấy. Nè Tưởng, đừng nói là mình chưa nhắc nhở cậu đó nha. Bây giờ các cô gái như vậy rất lắm chiêu trò. Thế nên tuy hắn không có tài cán, nhưng bây giờ hắn có chút tiền, không thể chắc chắn được. Minh Phi không phải vô dụng. Cô Tưởng, cô sao vậy? Nè anh Phó, em muốn xuất viện. Không được. Cho dù em ở lại điều trị cũng không có tác dụng gì hết. Không cần phải lãng phí thời gian ở đây. Vậy truyền hết chai nước này đi. Anh Phó, cảm ơn anh. Để em ở đây được rồi. Dạo này anh đều ở Việt Thành, hàng tuần anh sẽ tới đưa em đi khám lại. Vậy làm phiền anh rồi. Chuyện của Lộ Minh Phi, Cẩn Ngôn đã nói cho anh biết rồi. Khoảng thời gian này nếu em có cần giúp đỡ, hãy gọi điện cho anh nha. Minh Phi, anh về rồi. Nè cô Tưởng, cô hay lắm. Tôi mới vắng nhà có vài hôm, cô đã lăng nhăng với kẻ khác rồi. Anh có ý gì vậy? Ý tôi là cô rất đê tiện. Anh thả em ra. Cả đêm không về, cô vào khách sạn với thằng khác sao? Lộ Minh Phi, rốt cuộc thì ai là kẻ cả đêm không chịu về chứ? Anh đừng tưởng tôi không biết chuyện của anh và Châu Dân. Anh, tôi không muốn nghe anh bao biện. Em gầy đi nhiều quá. Anh làm tôi đau. Thành Thành, anh sẽ kết hôn với em mà. Nhưng em phải giữ phạm vi với thằng khác chứ. Tôi mệt rồi. Chuyện kết hôn để sau rồi tính. Mày và Lộ Minh Phi sắp kết hôn đúng không? Là ai nói cho má biết? Nó vừa gọi cho tao, kêu tao mong 3 tháng sau tới tham dự hôn lễ. Con vẫn chưa đồng ý kết hôn với anh ấy. Không phải bấy lâu nay mày luôn chờ ngày này sao? Bây giờ nó có sự nghiệp thành công, cũng coi như mày đã khổ tận cam lai rồi. Má, có thể con không còn cơ hội nữa. Không được gọi tao là má. Tưởng Thanh Thanh, mày và ba mày đều chỉ biết làm khổ người khác. Cuộc đời của tao đã bị cha con mày hủy hoại rồi. Mày không có đủ tư cách làm con gái tao. Bà Tưởng, nếu như con kết hôn thì bà có tới không? Không được. Chào cô là cô Tưởng phải không? Anh là...
Là như này, má cô, bà trưởng Miêu đã qua đời vào hôm qua. Tôi mời cô đi nhận xác. Má cô Trưởng đã mất rồi. Anh có tham gia lễ tang không? Chỉ là một bà điên mà thôi. Đi gì mà đi chứ. Cậu giúp cô ta xử lý đi. Ok anh. Vậy anh có điều gì cần tôi chuyển lời không? Không cần đâu. Cậu giúp cô ta xong sớm đi. Chúng ta sẽ sớm ngày giải quyết được chuyện hợp đồng với phó thị. Chúng ta làm như vậy chị Thanh Thanh sẽ không phát hiện ra chứ. Em luôn muốn làm chuyện đó ở chỗ này mà. Sao vậy? Sợ rồi sao? Anh đâu phải không biết chị ta vô cùng hung dữ. Yên tâm đi. Mẹ cô ta chết rồi, mấy ngày nay không về được. Thanh Thanh, sao em về rồi? Xin lỗi, tôi đã tới trễ. Hồi nãy tôi có đi làm đẹp. Tôi nghĩ là cô cũng nên tới đó một chuyến. Dù gì hoa tàn thì ít bướm, sẽ không có ai lấy nữa. Cô nói thẳng đi, cô tìm tôi có việc gì? Chị Thanh Thanh, tôi chỉ muốn nói với chị, tôi và Minh Phi yêu thương nhau thật lòng. Hy vọng là chị có thể tác thành. Yêu thương nhau thật lòng. Những lời này cô không cần nói ra trước mặt tôi. Cô đang có âm mưu gì? Đừng tưởng tôi không biết. Vậy thì tôi nói thẳng, một người đàn ông đã thay lòng, cho dù cô có cố cũng không được gì, chỉ bằng nhường cho tôi. Cô đang cướp thẳng mặt sao? Tưởng Thanh Thanh, với khả năng hiện tại của cô, hoàn toàn có thể có một cuộc sống mới, không cần chết dẫm ở dũng lầy này. Cô nói hay lắm. Cho dù Lộ Minh Phi là dũng lầy, tại sao tôi phải nhường cho cô? Bởi vì tôi có thai rồi. Cô có thai sao? Đúng vậy. Đây là chuyện cô muốn, nhưng không bao giờ làm được. Bởi vì cô không còn khả năng sinh sản nữa, đúng không? Cô nghe ai nói vậy? Chị họ tôi là y tá ở bệnh viện phụ sản. Hôm đó cô tới bệnh viện là chị ấy hướng dẫn cô. Tôi thật sự đã coi thường cô rồi. Cho dù cô không chủ động rút lui, đợi khi tôi cho Minh Phi biết chuyện tôi có thai, cô đoán xem anh ấy sẽ chọn ai? Có lẽ Châu Dân nói đúng. Người đàn ông đã thay lòng, cho dù có cưỡng ép ở bên cạnh thì kẻ đau khổ vẫn chỉ là bản thân mà thôi. Tạm biệt Lộ Minh Phi. Lộ tổng, chuyện hợp tác của chúng ta với tập đoàn Phó Thị mãi không có tiến triển gì. Tại sao vậy? Cô Tưởng làm ăn kiểu gì vậy? Dạo này cô Tưởng không được khỏe. Chỉ cảm thôi mà, lâu vậy rồi mà chưa hết nữa. Tôi thấy cô ta đang cố tình. Hay là tôi sẽ chọn vài món quà tặng cô Tưởng giúp anh nhé. Không cần đâu. Cô ta cho rằng làm trò như vậy tôi sẽ chịu thấy cô ta sao? Cứ kệ đi. Có tìm thấy không? Không ai cả. Tôi cũng tìm từng chỗ rồi nhưng không tìm thấy gì cả. Tôi không liên lạc được. Cô ta đang làm cái trò gì vậy chứ? Hôm nay chụp ảnh cưới lại không tìm thấy cô dâu. Xin lỗi Lộ tổng, tôi sẽ cho người tiếp tục tìm. Mau đi.
Đừng gõ nữa, bà điên đó đã chết rồi, nhà đó không có ai ở hết. Gần đây cô thấy con gái bà ta về không? Không thấy. Cảm ơn nha. Cô tưởng rốt cuộc em đã đâu rồi? Lúc trước anh rất mong ngóng nhiều thứ, có một nơi sáng đèn vì anh. Sau này anh đã đạt được, nhưng người đợi anh về nhà không còn ở đây nữa. Thanh Thanh à, trống vắng quá đi. Hằng ngày mọi người đều sống như vậy sao? Ai vậy? Lộ tổng, là tôi. Cậu tới làm gì? Tôi đã nghe ngóng được tin tức của cô Tưởng rồi. Một tuần trước, cô ấy có mua vé máy bay tới Hải Thị, nhưng tôi đã điều tra rồi, cô ấy không lên máy bay. Không lên máy bay sao? Vậy cô ta đi đâu chứ? Vừa hay có một bài báo đưa tin, có một người phụ nữ họ Tưởng đã gặp tai nạn giao thông trên đường tới sân bay. Không đâu, chỉ là họ giống nhau thôi. Lộ tổng, cậu muốn nói gì? Có phải cậu muốn nói rất trùng hợp đúng không? Người thiệt mạng chính là cô Tưởng, 27 tuổi. Cậu nói nhảm. Nhà xác, thông báo chúng ta mau tới nhận xác. Tại sao lại như vậy? Vùng mặt của nạn nhân bị chảy xước nặng, chảy máu rất nhiều. Tôi khuyên anh đừng xem thì tốt hơn. Vậy sao mấy người biết đây là cô ấy chứ? Bọn tôi tìm được chứng minh thư trên người cô ấy, tên là Tưởng Thanh Thanh. Anh và cổ là gì của nhau? Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Vậy cô ấy còn có người thân nào khác không? Không, chỉ có tôi thôi. Xin bớt đau buồn. Nếu như không còn vấn đề gì, anh có thể đưa xác đi rồi. Lộ tổng, có bản báo cáo tài chính cần anh ký tên. Minh Phi, anh đang nghĩ gì vậy? Không sao em, chẳng phải em thích ăn quán sườn bò trên đường Gia Lĩnh sao? Chút nữa đi ăn ha. Anh nhớ nhầm rồi. Em không thích ăn thịt bò. Người thích ăn thịt bò là cô Tưởng. Tôi cứ tưởng mình có thể quên, nhưng không biết kể từ lúc nào, mọi thứ về cô ấy đã in đậm trong đầu tôi rồi. Lộ tổng, dạo này lịch trình của anh được sắp xếp rất dày. Nếu bây giờ anh đi về, sẽ không kịp tới tham gia cuộc họp tối nay. Tôi nói là tuần này không được nhận việc ngay mà. Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Là thư ký Châu sắp xếp lịch trình, hay là để tôi quỷ đi nha? Minh Phi, cô bạn gái con mới quen này bị làm sao vậy? Sao vậy mẹ? Hàm chút canh gà thôi cũng làm rớt rồi. Má nói cô ta cũng liền sụp sịch. Cô là tiểu thư nhà nào vậy? Thì kệ đi, mượn giúp việc tới làm là được mà. Không thể, cô ta còn không xuống bếp được. Sau này làm sao mà chăm sóc cho con? Con coi coi, dù gì cũng phải đổi một cô bạn gái giỏi hơn Tưởng Thanh Thanh chứ. Như vậy mới được. Trên đời này không còn cô Tưởng nữa rồi. Không bao giờ có nữa. Bảo bối, ở đây sao? Em làm cái gì vậy? Anh thật sự muốn em lấy anh ta sao? Người em yêu là anh mà. Em không muốn kết hôn với người khác. Kế hoạch của chúng ta chỉ còn thiếu một bước then chốt nữa. Nếu như em kết hôn với anh ta, vậy chúng ta chẳng phải sẽ có được cả núi tài sản khổng lồ sao?
Và nếu như có một ngày anh ta chơi chán em rồi, liền đá em đi, vậy chẳng phải chúng ta đã tốn công vô ích sao? Lộ Minh Phi có nằm mơ cũng muốn có con trai. Đợi bụng em to hơn một chút, em sẽ cho anh ta biết mình đã mang thai. Như vậy anh ta không muốn đứa bé này cũng không được. Không được, bắt buộc phải phá thai. Cái thai này lớn rồi. Nếu như bây giờ phá thai, người mẹ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hay là bây giờ mấy người hãy nghĩ kỹ lại đi. Minh Phi, đứa bé là cốt nhục của anh đó. Có thể không phá thai được không? Nếu như anh không thích, em sẽ tự sinh con ra, em sẽ tự nuôi con. Anh yên tâm, em nhất định sẽ không cho con xuất hiện trước mặt anh. Sao làm vậy được? Con cháu nhà họ Lộ sao có thể không nhận tổ tiên chứ? Ý của mày là muốn cưới nó sao? Mẹ, cho Châu Dương vào nhà họ Lộ đi. Đúng là có chút không được, nhưng mà đứa bé vô cùng quan trọng. Vậy cũng được. Dù gì cô ta còn sinh được con, cũng tốt hơn Tưởng Thanh Thanh không biết đẻ kia. Con cảm ơn má, đừng gọi tôi là má. Còn chưa cưới hỏi, tránh ra. Cảm ơn gì? Căn nhà này là căn nhà có view đẹp nhất trong thị trấn. Giá rẻ, còn miễn phí sang tên. Khi tới đây, tôi đã bị trộm ví. Đang làm lại giấy tờ. Tôi sẽ ký hợp đồng trước. Sau này sẽ làm thủ tục sang tên sau. Không thành vấn đề. Cái cửa hàng mà cô đã mua, tôi sẽ giúp cô trông coi đám thợ sửa chữa. Vậy thì làm phiền chị rồi. Thanh Thanh, đừng ngủ nữa. Tống Thiện, sao cậu lại tới đây rồi? Cậu đó, từ khi tới đây, cậu chẳng mấy khi đi ra ngoài. Lúc nào cũng trốn ở đây, làm quản lý từ xa luôn rồi. Bây giờ chỉ có mình quản lý cửa hàng. Đậu Nà Nà, dì Tống đúng là rất vất vả. Chúng ta tăng lương cho cô ấy, có được không? Đủ rồi, hôm nay mình tới không phải để đòi lương. Có người ở quán trà chỉ đích danh đòi gặp cậu. Gặp mình sao? Anh Phó, sao anh lại tới đây? Cẩn Ngôn nói em mất tích, nhờ anh tìm em. Muốn tìm được em đúng là không phải chuyện dễ. Tưởng à, em có biết không, anh đã sắp lật tung cả Hải Thị này rồi. Anh Phó, anh biết mà, sức khỏe của em không được tốt, nên em muốn cắt đứt với một số người và một số chuyện lúc trước, thay đổi cách sống của mình. Cũng tốt, anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Dạo này em sao rồi? Anh nhìn đi, bây giờ em có cuộc sống rất tốt. Dạo này em có tới bệnh viện kiểm tra đúng hẹn không? Em có dùng ít thuốc giảm đau. Anh Phó, anh từ xa đến đây, có muốn tới nhà em chơi không? Lúc trước em nói, nếu như có cơ hội, em sẽ mua một căn phòng nhỏ, trồng hoa, cây cối khắp sân, sống một cuộc đời yên bình. Bây giờ em cũng đã hoàn thành được mong muốn này rồi. Cũng có thể nói vậy. Vậy em còn mong điều gì khác không? Em mong em sẽ không qua đời vào mùa đông. Tại sao? Bởi vì mùa đông lạnh lẽo. Đi thôi, em dẫn anh đi coi nhà. Nhà em bự ghê ha. Có lúc vì lo cho sức khỏe của em, Tống Thiền sẽ tới ở với em. Nhưng phần lớn thời gian cô ấy đều ở quán trà. Cũng đúng, có người ở cạnh không tới nỗi quá cô đơn. À đúng rồi anh Phó, anh uống gì không? Để em đi pha cho anh một cốc cà phê. Anh không uống cà phê. Cà phê sẽ đẩy nhanh quá trình tan canxi, ảnh hưởng tới tiêu hóa. Bụng em không được khỏe, em đừng uống nha. Vậy thì... Xin lỗi em, anh không giỏi ăn nói với phụ nữ lắm. Vậy nên anh nói chuyện hơi thẳng chút. Em đừng có để bụng nha. Anh Phó, lúc trước em luôn cảm thấy anh và Cẩn Ngôn chẳng giống nhau chút nào. Nhưng bây giờ em lại cảm thấy khá giống. Vậy sao? Giống chỗ nào? Hai anh em anh là kiểu người trông rất lạnh lùng, nhưng thật ra lại vô cùng dịu dàng chu đáo.
Có điều Cẩn Ngôn cũng bóc phốt anh rất nhiều, nói là anh quá nghiêm khắc với cậu ấy. Đó là vì nó quá nghịch ngợm, lúc nào cũng gây rắc rối. Anh Phó, anh nên cười nhiều hơn, như vậy sẽ lấy được lòng các cô gái. Vậy còn em, em có thích người hay cười không? Sáng sớm ra cô không làm đồ ăn sáng, còn đợi tôi hầu hạ cô sao? Mẹ, con đã gọi giúp việc, bây giờ dì ấy đang nấu. Mẹ đợi một chút, sắp có đồ ăn rồi, sao cô lại lười như vậy chứ? Cô như vậy làm sao mà chăm sóc được con trai tôi? Mẹ, con đang mang thai mà. Minh Phi sợ con vất vả nên mới thuê người tới chăm sóc cho con. Khi tôi có Minh Phi, tôi còn phải đi làm ruộng đó. Cô... Được rồi, sau khi ăn sáng xong, cô hãy dọn dẹp lại nhà cửa, rồi tới phòng tôi massage cho tôi. Con biết rồi. Anh không biết bà già đó quá đáng thế nào đâu. Ai được gả vô nhà bà ta đúng là đen đuổi tám kiếp. Không biết Tưởng Thanh Thanh lúc đó đã nhìn kiểu gì. Ngoan nào, chúng ta chỉ còn một bước nữa là thành công rồi. Em đó, hãy cố nhịn đi. Chúng ta làm mọi chuyện chẳng phải đều là vì tương lai của chúng ta hay sao? Em biết rồi, nhưng em vẫn thấy tức. Thôi được rồi, đừng tức nữa. Bà già đó không phải rất để tâm tới cháu nội sao? Em làm như vậy đi, sau này nếu bà ta còn bắt nạt em, em hãy ra vẻ khó chịu đi. Em nói cho anh biết, em làm những điều này đều là vì anh đó. Đương nhiên là anh biết rồi. Chờ sau này chúng ta có tiền, anh nhất định sẽ không bạc đãi em đâu. Em nhớ uống thuốc nghe chưa? Không còn sớm đâu. Bye bye em. Anh Phó, sao vậy? Bây giờ bên ngoài rất tối, khách sạn duy nhất ở đây cũng đang sửa, không có phòng đâu. Anh coi, nếu như anh không bận lòng thì anh có thể ở lại nhà em cũng được. Được thôi. Tưởng Thanh Thanh, có chuyện gì vậy? Cậu giữ anh chàng đó ở lại nhà mình một đêm sao? Cậu đừng có nghĩ linh tinh, tụi mình không phải như cậu nghĩ đâu. Trai đơn gái chiếc ở chung một nhà, ai nói trước được chứ? Anh ấy là CEO của tập đoàn Phó Thị đó, nổi tiếng là người đàn ông chân chính. Không biết vì sao, mỗi khi anh ấy xuất hiện, mình đều cảm thấy rất yên tâm. Anh đi trước đây, phía công ty có gì cần xử lý. Sửa về đồ ăn sáng, anh đã quay nóng rồi, nhớ ăn nghe. Ừ, vẫn còn nóng, xem ra anh ấy mới rời đi thôi. Cô Tưởng à. Phó Cẩn Ngôn, sao lại tới đây rồi? Sao nào, anh hai mình tới được, mình không tới được sao? Anh em cậu thay phiên nhau tới. Chủ mình như vậy, sao vậy, lánh nạn sao? Quá đúng luôn, ông già nhà mình dạo này đang ép mình đi xem mắt, nên mình mới chạy tới chỗ cậu lánh nạn đây. Ừ, hai ta thân như vậy, cậu không được bỏ mặc mình đâu nha. Hôm qua anh cậu vừa mới tới, hôm nay cậu lại tới, sao vậy? Nhớ mình thì cứ nói thẳng ra, sao phải vòng vo vậy? Là cậu không coi trọng mình đó. Lần nào cậu rời đi cũng không nói với mình, không tìm được cậu luôn. Được rồi, được rồi, mình cho phép cậu ở lại đây. Nhưng mà tiền phòng miễn phí, tiền điện nước phải trả. Còn nữa, cậu phải tự giải quyết vấn đề ăn uống. Không thành vấn đề, chơi luôn. Đặt cho tôi vé máy bay chuyến sớm nhất. Minh Phi, anh định đi đâu vậy? Có một dự án cần anh tới trao đổi. Anh dẫn em đi chung với. Cô không phải Tưởng Thanh Thanh, cô đi làm được gì chứ? Nhiệm vụ của cô chính là ngoan ngoãn ở nhà sinh cháu nội của tôi. Được rồi, chuyện công việc đã có thư ký Dương giúp anh. Còn em, hãy ở nhà dưỡng thai đi. Em... Bye mẹ nha. Đủ rồi, còn nhìn gì nữa, nó đi rồi. Tôi muốn ăn canh gà, cô hầm cho tôi đi. Trời ơi, sao vậy? Bụng con, phải cẩn thận với cháu của tôi đó. Đau quá, mới động đậy thôi là đau. Cô nhìn lại mình xem,
Cô có thể làm được việc gì chứ? Ngoài biết sinh con ra, cô không làm được gì cả. Mẹ, hôm nay dì giúp việc nghỉ làm. Nếu mẹ muốn ăn canh, mẹ phải tự làm. Ồ đúng rồi, con muốn ăn canh cá. Bác sĩ nói ăn canh cá rất tốt cho em bé. Cô, mình đã gây ra nghiệp gì đây? Trên bản tin có nói cổ phiếu của tập đoàn Lộ Thị đã tăng trưởng 30%, có hy vọng trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành. Lộ Minh Phi đúng là rất may mắn. Lúc khởi nghiệp toàn là cậu làm, bây giờ anh ta chỉ cần ngồi không hưởng. Mình lại ngược lại, không may mắn chút nào, cũng không biết nhìn đàn ông. Không còn cậu, Phó Thị bọn mình đã cắt đứt tất cả các mối hợp tác với Lộ Minh Phi. Sau này anh ta sẽ không dễ dàng đâu. Nè, nghe nói gần đây cậu mới mở một công ty internet. Nếu như giới thiệu cho cậu một số khách hàng thì mình nghĩ chắc cậu sẽ không từ chối. Cái này chưa chắc đâu. Phó Thị bọn mình chỉ thích các đối tác mạnh có tiềm năng. Các đối tác của Lộ Thị đều rất có tiềm năng. Hả? À, đúng là cậu mà. Cứ quyết định vậy đi. Chủ tịch, đã tìm được cô trưởng rồi. Tốt quá rồi. Con bé đâu? Ở Hải Thị. Mau cử xe tới Hải Thị đi. Dân, chả trách cậu thích ở lì trong căn nhà nhỏ này. Đúng là thoải mái thiệt đó. Từ khi cậu rời xa tên khốn Lộ Minh Phi, mình thấy cậu vui hơn đó. Vậy sao? Thanh Thanh, cậu hận anh ta không? Mất hết hứng. Sao cậu cứ nhắc tới anh ta? Được rồi, mình không nhắc tới nữa. Thanh Thanh, cậu có biết chuyện của má cậu không? Mẹ mình, bà ấy là người phụ nữ đáng thương bị đàn ông lừa gạt tình cảm mà thôi. Cho tới bây giờ mình còn không biết cha ruột là ai. Hả? Không phải Thanh Thanh, ý mình là có thể trên đời này cậu vẫn còn có người thân khác nữa. Người thân khác? Ý của cậu là tên xấu xa đã bỏ rơi hai mẹ con mình sao? Không phải Thanh Thanh, mấy hôm nữa để mình dẫn cậu đi gặp một người. Ai vậy? Không lẽ cậu đã tìm thấy ba ruột của mình rồi sao? Rốt cuộc là cậu dẫn mình đi gặp ai vậy? Cứ vào rồi cậu sẽ biết. Mời vào trong. Ông Tưởng, người ông muốn đây. Thanh Thanh, là con sao? Dạ, đúng vậy. Ông là... Ông đây là gia chủ của gia tộc số 1 Nam Thành. Ông Tưởng, gia tộc số 1 Nam Thành, vậy chẳng phải mạnh hơn nhà họ Phó các cậu sao? Tiểu Phó, con đừng lấp lửng nữa. Thanh Thanh, má con Tưởng Miêu là con gái ruột của ông. Ông là ông ngoại của con. Có phải ông đã nhầm lẫn gì rồi không? Mẹ tôi chỉ là một người bình thường, không phải là tiểu thư nhà giàu. Ông không nhầm đâu. Ông đã tìm má con suốt hơn 20 năm nay. Tiếc là khi ông biết được tin tức của má con, má con đã qua đời rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Năm xưa đều tại ông quá sĩ diện, má con ăn cơm trước kẻ nhà có bầu. Ông cảm thấy nhà họ Tưởng rất mất mặt, nên đã ép má con đi phá bỏ đứa bé. Nhưng má con vô cùng cứng đầu, liền bỏ chạy cùng thằng đàn ông đó. Chả trách mẹ con lại nói là con và người đàn ông đó đã hủy hoại cả đời bà ấy. Từ khi rời khỏi Nam Thành, má con đã không còn liên lạc với nhà họ Tưởng. Từ đó trở đi, ông không thể tìm được má con nữa. Khi tìm được cũng đã hơn 20 năm trôi qua. Đúng là khó cho ông rồi. Khi mất, má con có dặn dò gì không? Không. Hai mươi mấy năm nay mẹ con chưa từng vui vẻ. Có lẽ đối với bà ấy thì cái chết mới là sự giải thoát. Nó cũng đã mất rồi, hãy để nó được yên nghỉ dưới thú vàng đi. Thanh Thanh, ông mong con có thể đi theo ông về Nam Thành này nhận tổ quy tông. Con
Con có tài cán gì chứ, sao lại có một ngày được trở thành tiểu thư của nhà họ Tưởng hàng đầu Nam Thành chứ? Thành Thành, ông biết chuyện này làm cho con rất bất ngờ. Chúng ta từ từ làm quen nha. Ông ngoại sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con. Con muốn làm sao, ông cũng tôn trọng con. Chỉ là... Dạ tại sao vậy? Ông già rồi, ông mong con có thời gian tới thăm ông nhiều hơn. Cho dù tới ăn với ông một bữa cũng được nữa. Dạ được, con sẽ thường xuyên tới thăm. À dạ, vậy thì tốt quá rồi. Mau đi chuẩn bị một bàn tiệc đi. Ông phải ăn mừng vì đã tìm thấy cháu ngoại của mình. Không cần phiền tới vậy đâu, con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ừ, thằng nhóc này đúng là hiểu chuyện. Khách sạn Lâm Hải khá ngon đó. Thanh Thanh, cậu sao vậy? Mình không sao. Cậu nôn ra máu rồi, đi bệnh viện đi. Cẩn ngôn, ông ngoại lớn tuổi rồi, không chịu nổi đâu. Bệnh của cậu lại trở nặng rồi. Phó Cẩn ngôn, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Cậu đừng buồn, sớm muộn gì mình cũng phải đi. Mình biết. Mình có một mong muốn, cậu giúp mình được không? Cậu nói đi. Mình muốn có câu trả lời rõ ràng cho 8 năm đã qua. Nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bị trung bài viết tiêu cực lớn như vậy, mấy người làm ăn như nào vậy hả? Tại sao không mau chóng tìm được nguồn tin và xóa nó đi? Mấy người có biết cổ phiếu công ty đã hạ xuống bao nhiêu không? Hôm nay các bên truyền thông cùng đưa tin một lúc như đã bàn bạc trước rồi. Hơn nữa không bên nào nói trước với ta. Cho dù chúng ta muốn đè tin này xuống, cũng không biết nên đập tiền vào đâu. Được, đối thủ quá mạnh, lại chơi đòn này, không trách mấy người. Nhưng phương án giải quyết đâu rồi? Sếp, tôi cho rằng việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải giải quyết được vấn đề tác phong sống của anh. Ta đang công văn đính chính nói anh và cô Tưởng đã chia tay trong hòa bình từ lâu rồi. Còn gì nữa? Sau đó cố gắng di chuyển sự chú ý của mọi người, nói rằng có người cố tình vu oan hãm hại công ty. Chỉ có điều... Chỉ có điều gì? Có thể thư ký Châu sẽ phải chịu một số dị nghị. Không cần lo, cứ làm như vậy đi. Dân, thư ký Dương, cậu hãy đi điều tra rõ về nguồn tin. Tôi phải xem kẻ nào đang đứng sau giở trò. Tôi hiểu rồi. Thanh Thanh, Thanh Thanh, cậu mau xem nè. Tin đồn tình ái của Lộ Minh Phi đã lên trang nhất của các tờ báo rồi. Ai da, mình nghĩ bây giờ anh ta đang vô cùng bực tức đó. Tiểu thiếu gia phó đúng là có tài, sao cậu làm được? Chẳng qua đó là mấy tòa soạn lớn dưới tên mình, thêm lượng tài nguyên mạng của mình, thêm chút mắm muối vào là thành công rồi. Nhưng mà chiêu này của Lộ Minh Phi đúng là làm mình mở mang tầm mắt. Anh ta lại đẩy Châu Dân ra làm bia đỡ đạn. Bây giờ cậu đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta rồi chứ? May mà khi xưa cậu không lấy anh ta. Bây giờ mình lại rất muốn biết Châu Dân đang nghĩ gì. Minh Phi, công văn mà công ty mới đăng là có ý gì? Bây giờ trên mạng đều nói rằng em đã chen vào giữa anh và Tưởng Thanh Thanh là do em, nên hai người mới tan vỡ. Anh mau nghĩ cách đi chứ. Những gì họ nói cũng không hẳn là sai, không phải sao? Nhưng mà em biết mình cướp bạn trai của người khác là do em không đúng. Nhưng đứa bé này là vô tội mà. Anh cũng không muốn sau này con mình sẽ bị người khác mắng chửi, đúng không? Được rồi, chuyện chúng ta kết hôn, anh sẽ tìm một cơ hội phù hợp để tung ra ngoài. Cứ như vậy đi, anh mệt rồi. Em... Thằng khốn. Không phải chứ, Lộ Minh Phi mất não rồi sao? Sao vậy? Thông tin mới nhất, Lộ Minh Phi sẽ đính hôn vào đầu tháng sau. Cô dâu là thư ký trong công ty. Anh ta thực sự định cưới cô ả Châu Dân đó sao? Người ta có cái bụng được việc mà. Đôi nam nữ hẹn hò này, cuối cùng anh ta cũng kết hôn. Tiếc rằng kẻ mới thắng người cũ.
Lộ tổng, đây là danh sách khách mời đám cưới, anh hãy xem qua. Hai CEO của tập đoàn Phó Thị, chúng ta có cần gửi thiệp mời qua đó không? Gửi đi, nhớ họ chịu tới thì sao? Vâng, còn có một chuyện, con Châu vẫn không hài lòng về vị trí tổ chức. Đám cưới lần này, dân ta không còn thời gian nữa, không cần quan tâm tới cô ta đâu. Lắm chuyện. À đúng rồi, tôi có nói cậu điều tra nguồn thông tin làm tới đâu rồi? Tôi đã tìm được rồi. Nguồn tin này là một đoạn video, hình như được gửi từ thiết bị điện tử của cô Tưởng. Lúc mà cô Tưởng gặp chuyện, trên người chỉ có đúng một chiếc điện thoại. Cậu không thấy kỳ lạ sao? Tôi nghĩ là có kẻ đã nhân lúc hỗn loạn ăn trộm vali của cô Tưởng, vô tình phát hiện đoạn video trong máy tính hoặc điện thoại trong vali, rồi bán cho bên truyền thông. Được rồi, tôi biết rồi. Cậu đi làm việc đi. Rõ ràng cô ấy đã mất rồi. Rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì chứ? Cậu làm gì vậy? Lại quan tâm chứng khoán rồi. Cổ phiếu của Lộ Thị rất giá, chắc chắn họ sẽ đập tiền để tăng giá, giảm tối đa tỷ lệ bán tháo cổ phiếu. Mình vẫn còn một chút cổ phiếu. Nếu như có thể tạo ra làn sóng làm nhiều người bán tháo, chắc chắn họ sẽ chịu nhiều tổn thất. Sao cậu biết họ dùng tiền vốn để ổn định cổ phiếu? Mình hiểu công ty hơn Lộ Minh Phi nhiều. Lộ Thị là do một mình cậu xây dựng, tới bây giờ lại muốn tự tay phá hủy nó. Cậu không buồn sao? Mình không muốn phá hủy nó. Mình không muốn kẻ khác có được thứ thuộc về mình. Ai nói về tình trạng dao động cổ phiếu hôm nay là như nào đi? Lộ tổng, chắc chắn là có người cố tình thao túng. Hơn nữa kẻ này biết rõ về cách xử lý vấn đề của ta. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà không tìm được chút dấu vết gì sao? Giờ có tìm được chút dấu vết, nhưng tôi nghĩ không thể xảy ra được. Sao lại không thể chứ? Đầu tiên, bọn tôi tìm ra được một công ty con của tập đoàn Phó Thị đứng sau đổ dầu vào lửa. Nhưng nếu là Phó Thị muốn chống đối chúng ta, tổn thất của chúng ta sẽ nhiều hơn hiện tại nhiều. Tiếp nữa, người hiểu rõ công ty hơn chúng ta thì ngoài sếp ra thì chỉ có Tưởng tổng. Việc này càng không thể xảy ra. Cô ấy đã mất rồi, cho dù còn sống cũng không thể làm ra chuyện này được. Coi chừng bị cảm nha. Cảm ơn cậu. Sao cái mặt này của cô lại đắt như vậy được chứ? Mới có một chút để dùng hơn 200.000 tệ của con tôi rồi. Cho dù nhà tôi có rừng vàng biển bạc cũng sẽ bị cô dùng hết sạch. Bây giờ làm thai giáo, điều dưỡng đều cần đến tiền mà. Hơn nữa, con toàn chọn thứ tốt nhất cho đứa bé. Chắc mẹ cũng không muốn cháu nội mình thiệt thòi đâu nhỉ. Cô, nè, Minh Phi, con tới đúng lúc lắm. Con mau đóng bằng tất cả thẻ của cô ta đi. Minh Phi, số tiền này là tiền bắt buộc phải chi. Như vậy con yêu mới có thể ra được khỏe mạnh. Nè, đủ rồi nha. Chẳng có ngày nào yên ổn cả. Hai người cứ cãi đi, để tôi rời đi. Minh Phi, Minh Phi, Minh Phi. Cô nhìn đó, đây là chuyện tốt của cô cả. Tôi đúng là mù rồi nên mới cho cô vào nhà. Cô còn không bằng một nửa của Tưởng Thanh Thanh. Bây giờ bà hối hận cũng muộn rồi. Cô, mình đúng là tạo nghiệp mà. Cẩn Ngôn, mình ngửi thấy mùi khét rồi. Hay là chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi? Không được, đồ ăn bên ngoài không có dinh dưỡng. Cậu yên tâm đi, đồ ăn lần này chắc chắn sẽ ngon hơn hôm qua ha. Anh Phó, anh tới rồi. Thanh Thanh. Phó Cẩn Ngôn, anh hai, anh tới đúng lúc lắm. Anh mau dạy em cách nấu món sườn đi. Phó Cẩn Ngôn, sao em dám cờ chứ? Với khả năng bếp đúc này lại muốn nấu cho Thanh Thanh sao? Em thấy cô ấy sống chưa đủ khổ sao? Ây da, thế nên em quyết định nhường lại vị trí. Thanh Thanh, đây là món anh hai mình nấu cho cậu ăn đó. Mau ăn đi. Sao? Khá ngon. Vậy thì ổn. Anh mình sợ mình mập, cậu cứ ăn đi.
Thật ra thì em cũng đã ăn no rồi. Sao vậy? Có phải là em không khỏe không? Không. Hai người ăn đi. Em no rồi. Em lên lầu nghỉ ngơi đây. Bệnh này thực sự không chữa được sao? Tiếc ghê, Thanh Thanh là người bạn thân nhất của em suốt bao năm nay đó. Đối với anh, Thanh Thanh là người thế nào với anh? Anh cũng không nói rõ được. Sao dạo này không thấy anh hai cậu qua vậy? À, anh hai mình. Có người tới kìa. Thanh Thanh, mau ngồi đi. Thanh Thanh, người đẹp đi lạ. Bạn thân của mình Tống Thiền, đây là bạn thân khác giới của mình, cậu út nhà họ Phó. Chào cô. Chào anh. Sao hôm nay có thời gian tới đây? Ở tiệm không bận sao? Bận chứ, nhưng mình mới thuê hai nhân viên nên có thể nghỉ một lúc. Chúng ta có tiền thuê nhân viên từ bao giờ vậy? Cậu không biết chứ gì, cái anh chàng lần trước tới tìm cậu đã bao trọn doanh thu gần nửa năm nay của chúng ta. Bây giờ tiệm của chúng ta đã trở thành địa điểm check-in nổi tiếng rồi. Anh Phó sao? Ra tay hào phóng, giống phong cách của anh hai. Mình thấy chắc là anh ấy thích cậu. Cậu đừng nói linh tinh, tụi mình thật ra chỉ là bạn của nhau. Người đẹp, rảnh thì tới chơi nha. Anh Tiểu Phó, tôi đoán chắc là anh cũng thích Thanh Thanh nhà tôi đúng không? Trời, tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi, thật đó. Được, mấy người cứ cứng miệng đi. Tôi đi đây. Ừ, bye bye. Bye bye. Thanh Thanh, em tỉnh rồi. Anh Phó, sao anh lại ở đây? Hôm nay trời mưa to, xe cứu thương không vào được. Cẩn Ngôn đã gọi điện cho anh. Anh hai, em đã nộp xong tiền viện phí rồi. Thanh Thanh, em uống nước đi. Anh Phó, em không muốn nằm viện. Không được, bắt buộc phải nằm viện. Nhưng đây sẽ chỉ là cuộc điều trị không có ý nghĩa. Mạng sống chính là ý nghĩa. Em phải sống tiếp cho anh. Nhưng anh không có tư cách can thiệp vào tôi. Anh hiểu rồi. Thanh Thanh, cậu không nên nói vậy chứ. Cậu có biết không, từ khi biết cậu bị bệnh, anh ấy vô cùng buồn luôn đó. Mình chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy suy sụp như vậy. Cẩn Ngôn, bệnh của mình sẽ không bao giờ khỏi. Các cậu cũng không nên tốt với mình như vậy. Cậu phải biết rằng, giữa con người với nhau, tình cảm càng sâu đậm, ràng buộc sẽ càng nhiều. Khi rời xa nhau thì sẽ càng buồn hơn. Thanh Thanh, cậu có bao giờ nghĩ nếu như đó vốn là thứ tình cảm không thể cắt đứt thì sao chứ? Ở nơi cậu không biết, có người đã yêu cậu rất nhiều năm.
Đúng là không nói nổi cậu. Mới nằm viện có mấy ngày đã đòi ra rồi. Thời cổ đại có Triệu Tử Long, bây giờ có Tưởng Thanh Thanh cậu đây. Triệu Tử Long không chết ở dốc trường bản, mình cũng không muốn chết trong bệnh viện. Hiểu rồi, còn muốn lìa đời ở căn nhà nhỏ đó của cậu, chết ở chốn của mình. Trời vẫn còn rất lạnh, em không mặc nhiều hơn được sao? Anh Phó, sao anh lại tới rồi? Em còn nghĩ rằng anh giận em nên sẽ không tới nữa. Dạo này anh đi công tác nước ngoài, vừa xuống máy bay liền chạy đến đây liền. Này, anh còn mang quà tới cho em nữa. Vào nhà đi, coi chừng lạnh đó. Dạ. Anh hai, anh về rồi. Anh mua gì vậy? Hết túi to lại túi nhỏ. Thuốc bổ. Ai do, anh cũng không hiểu tấm lòng phụ nữ gì cả. Làm gì có cô gái nào thích thuốc bổ chứ. Thanh Thanh, những thứ này đều là anh mua ở nước ngoài về cho em, rất có lợi cho sức khỏe của em. Nè, cái này là thuốc bổ sung vitamin. Còn cái này là thuốc bổ sung canxi đó. Còn cái này là... Sao vậy? Không có gì, chỉ là em thấy hình như mình đã hiểu lầm anh. Đúng rồi, chuyện lần trước là do em không tốt, xin lỗi anh. Không có gì, qua hết rồi. Anh đây chỉ mong em luôn khỏe mạnh là điều quan trọng nhất của anh. Thiệp mời này ở đâu ra vậy? Cậu đọc gì cơ chứ? Người ta sắp kết hôn rồi, có liên quan gì tới cậu đâu. Cẩn ngôn. Được rồi, được rồi. Mình biết cậu không cam lòng, nhưng lần này Lộ Minh Phi chỉ mời mình và anh hai. Mình cũng muốn dẫn cậu tới, nhưng không có danh phận gì cả. Hãy tới với thân phận vợ sắp cưới của anh đi. Hả? Như vậy không được đâu. Có gì đâu chứ. Thật giả không quan trọng, điều quan trọng là dùng thân phận tiểu thư nhà họ Trưởng ở Nam Thành, còn cả bà chủ tương lai của tập đoàn Phó Thị. Lộ Minh Phi này chắc chắn sẽ rất hối hận. Phó tổng, tiểu phó tổng, khách sạn đã được chuẩn bị rồi, mời lên xe. Cô Tưởng, tôi được ông Tưởng cử tới để đón cô. Có bất cứ chuyện gì, cô đều có thể nói với chúng tôi. Ngoài ra, ông Tưởng còn nói ông muốn mau chóng được gặp cô. Nhưng mà tôi còn đang có hai người bạn ở đây. Bọn anh cùng em đi. Vừa hay anh cũng muốn được gặp ông Tưởng. Được. Mời đi bên này. Thanh Thanh, cậu làm gì vậy? Mình đang nghĩ sẽ tới dự đám cưới của Lộ Minh Phi với dáng vẻ như thế nào. Cho dù hai người tới dự với dáng vẻ như nào, đối với bọn họ đây cũng là một đòn chí mạng. Đám cưới này nhất định sẽ rất là vui. Lộ tổng, phía nhà tang lễ đã gọi điện tới nhiều lần, hỏi chúng ta bao giờ tới lấy tro cốt của cô Tưởng. Tạm thời cứ gửi đó đi. Đúng rồi, chỗ ngồi cho đám cưới sắp xếp đến đâu rồi? Đã xong hết rồi. Phó tổng sẽ dẫn vợ sắp cưới tham gia hôn lễ, cũng vì nể mặt chúng ta. Phó tổng hay tiểu phó tổng? Phó tổng, Phó Cẩn Chi. Nghe nói Phó Cẩn Ngôn ham chơi từ nhỏ, dẫn gái theo cũng bình thường thôi. Nhưng Phó Cẩn nổi tiếng là không cần phụ nữ, vậy mà cũng có vợ sắp cưới sao? Đúng vậy, vốn dĩ cứ lời đồn thổi Phó tổng độc thân lâu như vậy là vì đã có người trong lòng. Nhưng tiếc thay, vì là qua có chủ, bây giờ xem ra không phải hoàn toàn như vậy. Có thể khiến người như Phó Cận Chi cúi mình, cô vợ sắp cưới này chắc cũng rất máu mặt ha. Nghe nói là tiểu thư nhà họ Tưởng ở Nam Thành, cháu ngoại ông Tưởng, Tưởng Thị và Phó Thị, đúng thật là kẻ mạnh gặp nhau. Cho dù Phó Cận Chi có không thích phụ nữ nhường nào, nước cờ hôn nhân thương mại này hắn cũng đã chơi rất hay.
Chắc hẳn Phó Tổng rất coi trọng cô vợ sắp cưới này. Nếu như chúng ta gây dựng được mối quan hệ với cô ta, tập đoàn chúng ta, việc hợp tác với Phó Thị và cả Trưởng Thị chắc là không thành vấn đề đâu. Ừ, chuyện này để giao cho Châu Vân đi làm đi. Cô ấy là bà chủ, là việc nên làm. Vân, Lộ Tổng, đây là phòng mà em đặt cho hai người. Chút nữa em đi cùng với cô người mẫu nên không ở đây nữa. Gì chứ? Chỉ có một phòng thôi sao? Không phải mình và anh cậu ở chung một phòng sao? Yên tâm đi, anh mình nổi tiếng là người không có dục vọng, y như hòa thượng vậy đó. Hơn nữa với thân hình sân bay này của cậu, ai mà thèm chứ? Cậu nói gì vậy? Mình đang sợ anh cậu thấy phiền. Ai mà không biết bên cạnh anh ấy còn không có cả thư ký nữa. Cậu yên tâm, cậu là ngoại lệ. Được rồi, mình không ở lại nữa. Anh hai, em đi đây. Được. Sao cô ta lại ở đây? Sao vậy? À, không có gì. Em vừa nhìn thấy người quen. Không biết tên Cẩn Ngôn này đã nghĩ cái gì mà lại đặt cho tụi mình có mỗi một chiếc giường. Giờ là mùa du lịch, đã kín hết phòng. Hơn nữa, mọi người đều biết em là vợ sắp cưới của anh, chỉ có thể ở chung một phòng thôi. Dạ, được. Nhưng mà căn phòng này chỉ có một chiếc giường, chúng ta không thể ngủ chung được đâu. Anh sẽ ngủ ở sofa. Em cứ ngủ trên giường đi. Dạ. Thành phố này vẫn vắng lặng y như lúc trước. Anh Phó, Thanh Thanh, em sợ anh bị cảm, vậy nên mới... Để em đi mở cửa. Được. Anh Phó, bánh của nhà này rất ngon, anh mau ăn thử đi. Em rất sợ anh sao? Không đâu, chỉ là bình thường anh rất bận, em sợ sẽ làm phiền tới anh cho nên mới... Dạo này có một công ty con chuẩn bị lên sàn chứng khoán, chờ qua đoạn thời gian này chúng ta cùng nhau đi ra nước ngoài. Gì chứ? Anh nói chờ sau khi hôn lễ này kết thúc chúng ta hãy ra nước ngoài đi. Anh Phó, anh nói vậy là có ý gì? Không có gì, anh hỏi chơi thôi. Chắc hôm nay Cẩn Ngôn không tới tìm em nữa đâu. Em nghỉ ngơi đi ha. Nếu em cảm thấy khó chịu chỗ nào hãy gọi cho anh nha. Thanh Thanh, mau dậy đi. Dậy đi, Trình lớn đây, mau dậy đi. Mau. Có chuyện gì vậy? Trời sập rồi sao? Trời sập rồi. Vợ sắp cưới của Lộ Minh Phi đã vào khách sạn cùng người khác. Trên Lộ Minh Phi kia đang bị cắm sừng đầy đầu. Sao cậu lại biết? Hôm qua mình và cô em người mẫu tận mắt nhìn thấy. Tên là gì ta? Châu Vân đúng không? Châu Vân và tên đàn ông kia cùng nhau tắm suối nước nóng, còn ôm hôn nhau say đắm nữa. Xem ra những gì mình nhìn thấy tối qua là sự thật. Xem ra Lộ Minh Phi cũng giống mình, cũng đeo mù quáng. Dùng của mình đi. Không cần đâu, mình không lạnh. Hai người lâu lắm mới có cơ hội tới Duyệt Thành. Mình đã hứa là dẫn hai người đi khám phá. Không cần phải lo cho mình đâu, mình khỏe lắm. Lấy của anh mình đi. Mình rất sợ lạnh, mình sẽ giữ khăn để đeo.
Cảm ơn anh phó. Trời lạnh, đừng để bị cảm nha. Cậu nói xem, mình thua anh hai chỗ nào chứ? Sao không có ai bắt chuyện như mình vậy? Cậu nhìn mặt anh ta đi, lúc nào cũng như là có người nợ nấy mấy triệu vậy. Cậu thôi đi, chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu là dân chơi. Các cô gái đều thích loại người trưởng thành, chín chắn như anh phó. Anh hai, vừa nãy anh đã nói chuyện gì với họ vậy? Anh nói, anh đã có vợ sắp cưới rồi. Chào cô là cô Tưởng phải không? Anh là... Tôi là thư ký ông Tưởng, tôi họ Trương. Tôi nhớ ra rồi, anh tới tìm tôi có việc gì? Là như này, ông Tưởng muốn mời mọi người cùng đi ăn cơm. Không biết mấy người có tiện không? Cũng được. Được, mời đi. Thanh Thanh, con coi, con còn thích thứ gì nữa không? Ví dụ như là túi sách, quần áo hoặc là trang sức. Con thích cái gì, con hãy nói với ông, ông sẽ cho người đưa tới cho con. Ông ngoại, con chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi, không dùng tới nhiều đồ như vậy đâu. Con nghĩ ông đừng mua thì hơn. Sao làm vậy được? Cháu gái của Tưởng Trung Quốc này không được chịu thiệt thòi nữa. Chút đồ này có là gì đâu chứ. Đợi khi con về Nam Thành, ông còn có một thứ tốt hơn muốn tặng cho con. Cảm ơn ông. Thằng nhóc này là chồng sắp cưới của con sao? Thế nào, nó có tốt với con không? Anh ấy rất tốt. Nhóc có mắt nhìn người tốt đấy nha. Hai đứa định khi nào kết hôn đây? Ông Tưởng, bọn con còn chưa quyết định ngày tổ chức đám cưới. Ông à, hai người họ vừa mới hẹn hò, ông lo xa quá rồi đó. Đúng vậy, đây là chuyện của tuổi trẻ bọn con, các con tự bàn bạc đi. Nhưng mà cũng phải nhanh vào, ông cũng có tuổi rồi, cũng muốn được bế cháu một chút. Cậu ấy ngủ rất ngon, hôm nay cậu ấy rất vui đúng không? Hôm nay cô ấy ở ngoài quá lâu, cô ấy rất mệt, để cô ấy ngủ đi. Dạo này công ty có rất nhiều việc, anh lại còn cùng cô ấy tới tham gia hôn lễ, tối không nghỉ ngơi tử tế đúng không? Anh vẫn ổn, không có vấn đề gì cả. Đúng rồi, Cẩn Ngôn, anh luôn có một chuyện muốn hỏi em. Anh hỏi đi. Em và Thanh Thanh quen nhau 5 năm rồi, hai người thân nhau như vậy. Trong lòng em, trước giờ chỉ coi cô ấy chính là bạn sao? Đương nhiên rồi, em và Thanh Thanh là anh em tốt đó. Sao em có thể vì một hạt đậu như cậu ấy mà từ bỏ cả khu rừng mơn mởn được chứ? Anh hiểu rồi. Anh hai, tới lượt em hỏi nè. Anh thích cậu ấy tới vậy sao? Đúng vậy. Cho dù cậu ấy sẽ chết đi, rời xa anh bất cứ lúc nào, anh vẫn sẽ tiếp tục thích cậu ấy sao? Đúng. Em không làm được. Em không bao giờ thích một người có thể rời xa em bất cứ lúc nào. Con người mà lúc nào cũng phải giữ cho mình tỉnh táo, đây là điều anh đã dạy em. Cẩn Ngôn, vậy hôm nay anh dạy em một câu nữa. Anh nói đi. Làm người phải dám yêu dám hận. Em cũng biết mà, anh thích cô ấy từ rất lâu rồi. Minh Phi, đêm nay là đêm độc thân cuối cùng của mày, sao mày lại ủ rũ như vậy chứ? Mày không hiểu đúng không? Lộ tổng của chúng ta bây giờ ngày nào cũng bận rộn, không tới những chỗ như này đâu. Có lẽ bây giờ cậu ấy đang nghĩ cách lôi kéo vốn đầu tư của ông Tưởng. Ông Tưởng gì chứ? Ông già của nhà họ Tưởng ở Nam Thành, tới tìm cháu ngoại của mình.
Nghe nói hôm nay vừa tới Việt Thành, nhiều người muốn nhân cơ hội để tới gần ông ta, kêu gọi đầu tư. Nếu chị Thanh Thanh vẫn còn ở đây, mày không cần phải lo lắng đâu. Năm xưa dự án với phó thị lớn như vậy, chị ấy cũng làm được. Vậy thì ông tưởng không có gì khó cả. Mày say rồi sao? Nói linh tinh cái gì vậy? Xin lỗi Minh Phi, mình đã lỡ lời. Thực ra Châu Dân cũng rất là tốt, trẻ trung nè, xinh đẹp nè, thân hình cũng rất ổn. Các cậu cứ chơi nha, tôi còn có việc. Chút thanh toán, dùng thẻ tôi mà quẹt nha. Mày coi, nó tầm bậy hả? Tao nói chẳng phải đều là sự thật sao? Thưa ký Dương, đến đón tôi đi. Lộ tổng, anh muốn đi đâu chứ? Nhà tang lễ Thanh Thanh. Ngày mai anh phải kết hôn rồi. Nếu như em còn sống, nữ chính phải là em mới đúng. Những câu chuyện của chúng ta chỉ có thể tới đây thôi. Sao hả? Thấy em có xinh không? Xinh lắm. Em nói rồi mà, đồ em chọn chắc chắn không sai được. Anh đây nói cô ấy rất xinh. Trời, Thanh Thanh nhà ta xinh đẹp bẩm sinh. Cậu đúng là mồm mép. Không còn sớm nữa, ta nên đi rồi. Dạ. Em phải đi đón người mẫu của em. Em không đi chung với hai người đâu. Bye bye nha. Anh Phó, bộ váy hơi mỏng, cẩn thận kẻ bị nhiễm lạnh nha. Không sao đâu, em có thể về phòng lấy áo khoác mà. Thanh Thanh, bây giờ em là vợ sắp cưới của anh rồi, em có thể đón nhận tấm lòng của anh. Ai da, ở đây. Đẹp đôi quá. Phó tổng. Ê phó tổng. Phó tổng, được anh nảy mặt đích thân tới hôn lễ, đúng là vô cùng vinh hạnh cho tôi. Trăm năm hạnh phúc ha. Cảm ơn, cảm ơn. Nghe nói hôm nay anh có dẫn vợ sắp cưới tới. Cô ấy đang trang điểm sắp ra rồi. Thanh Thanh. Lộ tổng, dạo này anh khỏe chứ? Nghe nói hôm nay anh kết hôn, tôi đã đặc biệt tới chúc phúc. Trăm năm hạnh phúc nha. Sao có thể vậy được? Không phải em đã? Lộ tổng có vẻ mặt gì đây? Xem ra anh không chào đón tôi rồi. Đâu có. Phó tổng, đây chính là vợ sắp cưới của anh sao? Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Không, hôm nay tôi muốn mời hai người uống thêm vài ly. Được thôi. Mọi người ở đây ai không biết nơi tổ chức hôn lễ ngày hôm nay là địa bàn của nhà họ Tưởng chứ. Lộ Minh Phi cố tình chọn đó, tôi nghĩ rằng anh ta đã nghe ngóng được tên ông Tưởng đã tới Duyệt Thành rồi, nên muốn nhân cơ hội sử dụng chút chiêu trò. Cậu đúng là không biết gì mà. Ai mà không biết Lộ Minh Phi lập nghiệp dựa vào phụ nữ chứ. Năm xưa tập đoàn Lộ Thị chỉ là một công ty nhỏ, nhờ có con Tưởng mới phát triển được.
Bây giờ cô tưởng đó là vợ sắp cưới của phó tổng. Tôi cũng đã nghe nói Lộ Minh Phi này đã chủ động tặng bạn gái của mình cho phó Cẩn Chi để được hợp tác với phó thị. Không ngờ trong mắt bọn họ em lại tài giỏi như vậy. Từ lâu đã lên thuyền của phó tổng anh rồi. Anh lại rất muốn em nhìn thấy anh sớm hơn nữa. Gì chứ? Không có gì. Em đã quên thuốc ở trên xe rồi. Em chờ anh chút nha. Cô tưởng có người muốn gặp cô sau sân khấu. Lộ tổng, anh tìm tôi có việc gì? Thanh Thanh, tại sao em lại âm thầm bỏ đi vậy? Bây giờ lại qua lại với phó Cẩn Chi. Lộ tổng, hôm nay là đám cưới của anh. Anh hỏi những câu này không hay lắm đâu. Xem ra thật sự như lời bọn họ nói rồi. Ngay từ đầu cô đã mập mờ qua lại với phó Cẩn Chi. Cô đánh tôi sao? Bị tôi nói đúng rồi phải không? Lộ Minh Phi, chuyện tới nước này anh hãy nghĩ lại thật kỹ đi, coi mình đã từng làm những gì. Anh và Châu Dân chỉ là chơi đùa mà thôi. Chúng ta ở bên nhau 8 năm rồi. Em mới là người duy nhất anh yêu. Lộ Minh Phi, tình yêu của anh quá rẻ mọn rồi. Tôi không thể lấy. Tưởng Thanh Thanh. Gì à? Hôm nay là đám cưới của Minh Phi và Châu Dân. Cô tới đây làm gì? Nhà tôi không ai mời cô. Đương nhiên tôi biết. Lúc trước là cô tự bỏ đi, bây giờ cô quay lại định dò tiền con tôi đúng không? Nhà tôi không chào đón cô, mời cô đi ngay cho. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Con đàn bà này, cô ta đã cho con uống thuốc gì? Sao con luôn nói đỡ cho cô ta vậy? Con không thể để cho cô ta làm mờ mắt được. Châu Dân đã mang thai cháu nội nhà này. Doi Tiên, Tô Ngọc Mai, nói cho cùng thì Lộ thị có thể có được ngày hôm nay, tôi đã phải bỏ ra biết bao công sức. Cho dù tôi có mang tiền đi cũng là hợp lý mà. Tập đoàn Lộ thị là của con trai tôi, cô đừng hòng lấy được một xu nào. Mẹ, đừng nói nữa. Con Thanh Thanh. Mẹ, đừng nói nữa. Thanh Thanh. Sao anh lại tới đây? Vừa nãy anh không thấy em, lại nghe thấy ở đây có tiếng nói chuyện nên đi qua đây. Nó là ai vậy? Mẹ, đây là CEO phó của tập đoàn Phó Thị. Gì à? Để tôi giới thiệu, đây là chồng sắp cưới của tôi. Vậy nên tôi và con trai dì đã không còn là việc của nhau nữa. Sau này xin dì đừng làm càn nữa. Cái đồ phụ nữ lả lời ông bướm. Cô mới xa con tôi được có mấy ngày đã lăng nhăng với người khác. May là lúc trước tôi không cho cô vào nhà họ Lộ. Ba, Lộ tổng cũng vô cùng năng suất mà. Nếu không, hôm nay tôi không thể uống chén rượu mừng nhanh như vậy được đâu. Mày, Thanh Thanh, đi thôi. Cẩn Ngôn còn đang tìm em đó. Có gì giỏi chứ, miệng cô ta cong cớn hết cả lên. Lộ tổng, không ổn rồi, có chuyện rồi. Anh qua coi đi. Sao vậy? Đây chính là cô dâu hôm nay sao? Trước đêm tân hôn lại đi với thằng khác. Cô ta đúng là can đảm mà. Cậu không biết thôi, cô Dân Châu này, cô ta còn đuổi được cô bạn gái 8 năm của Lộ Minh Phi để có thể thế chỗ. Tôi nghe nói hình như là bác sĩ bảo cưới. Nếu nghĩ như vậy thì đứa bé này là con ai? Chưa chắc chắn mà. Có chuyện gì vậy? Anh cũng chịu. Sao? Chưa dịch trần sự thật này của em làm tốt đó chứ. Hóa ra là cậu làm chuyện này. Rất tốt, cậu là số 1. Dừng lại đi, không được coi, không ai được coi. Rốt cuộc là kẻ nào đã làm trò này? Mau dừng hết lại đi, dừng lại. Chuyện gì đó? Minh Phi, anh nghe em nói, không phải thật đâu. Có người hãm hại em, muốn phá vỡ tình cảm của chúng ta. Thật sự là hãm hại sao? Tại sao cô dám phản bội tôi chứ? Không phải đâu,
Không phải đâu. Lỗ tổng, tình hình hiện tại, đám cưới ngày hôm nay có làm tiếp hay không? Tưởng Thanh Thanh, cô chưa chết sao? Tôi chưa chết, cô thất vọng sao? Tao biết rồi, nhất định là mày giở trò. Mày muốn cướp Minh Phi từ tay tao. Nực cười, cô có thân phận gì? Còn tôi có thân phận thế nào? Không phải tất cả phụ nữ đều có tầm nhìn hạn hẹp như cô đâu. Cô coi anh ta như báu vật, nhưng trong mắt tôi, anh ta chỉ là thứ rác rưởi đã dứt đi rồi thôi. Minh Phi không phải rác rưởi. Im đi. Thanh Thanh, nếu hận tôi, em có thể nói thẳng với tôi, không cần phải làm rùm beng như vậy ở trong hôn lễ của tôi. Anh có chứng cứ gì chứng minh Thanh Thanh đã làm chuyện này chứ? Chẳng qua do cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, nếu không cô ấy còn không muốn tới hôn lễ của anh đâu. Đúng vậy, con người mà, đừng có coi bản thân rất cao siêu. Tiểu thư nhà họ Trưởng ở Nam Thành, bà chủ tương lai của phó thị, cần phải hạ thấp anh để được chú ý sao? Không cần đâu. Em thấy không khỏe sao? Chúng ta mau về đi. Được, đi thôi. Thanh Thanh, bây giờ mới biết hối hận sao? Muộn rồi. Có thể gọi đây là nhân quả báo ứng. Lộ Minh Phi tôi chưa từng tin nhân quả báo ứng. Vậy sao? Vậy tôi nói cho anh biết, rời xa Trưởng Thanh Thanh chính là quyết định hối hận nhất cả cuộc đời này của anh. Thanh Thanh, anh vẫn không tin được em lại yêu người khác nhanh như vậy. Thư ký Trương, cô Trưởng, hôm nay ông Trưởng muốn dùng bữa với cô, không biết cô có thời gian không? Anh thế nào cũng được. Vậy bây giờ đi luôn đi, cũng sắp tới giờ ăn rồi. Mình không đi cùng đâu, mình còn phải đi cùng cô em của mình nữa. Cậu đi đi, đừng để lỡ việc. Gặp lại sau nha. Cô Trưởng phía này. Nếu em thấy mệt, ta có thể về khách sạn đã. Em vẫn ổn. Anh Phó, cảm ơn anh. Cảm ơn anh làm gì chứ? Em biết anh không thích tham gia các buổi tiệc xã giao, nhưng anh lại liên tục phá lệ vì em. Chỉ cần em vui, anh làm gì cũng được hết. Anh Phó, có phải là anh đã thích? Đúng. Ý em là anh Phó có phải anh thích thành phố này đúng không? Đúng vậy. Anh không chỉ thích thành phố này, mà còn thích người ở thành phố này. Sao anh ta lại ở đây? Chắc hẳn chuyện chiều nay cô Trưởng đã biết hết rồi. Trung tâm tiệc cưới là của nhà họ Trưởng chúng ta. Sau khi biết được chuyện này, ông Trưởng đã mời cậu ấy tới nói chuyện. Hóa ra là vậy. Thanh Thanh, Tiểu Phó, mau qua đây. Ông ngoại. Lộ tổng, để tôi giới thiệu với cậu, đây là cháu ngoại tôi, Thanh Thanh. Còn đây là Phó tổng. Không cần giới thiệu đâu, bọn tôi quen nhau mà. Vậy tốt quá rồi. Nếu như mọi người đều biết nhau, tôi không cần phải tốn nước bọt nữa. Lộ tổng, nay không uống được rượu mừng của anh, đúng là đáng tiếc. Nếu lần sau lộ tổng còn tổ chức chuyện vui, anh đừng quên gửi thiệp mời cho tôi đó. Cô Trưởng nói giỡn rồi. Ông ngoại, hôm nay chúng ta ăn cơm gia đình, hay để lần sau mời riêng lộ tổng sao? Được. Lộ tổng, thành thật xin lỗi, hôm nay tôi chỉ muốn được ăn một bữa cơm với cháu gái, còn những chuyện khác sau này chúng ta nói tiếp ha. Lộ tổng, mời. Vậy tôi không làm phiền mọi người nữa đâu. Đồ ăn của quán cơm Hoài Nam này rất ngon. Lúc trước mẹ con rất thích ăn đồ ăn Hoài Nam.
Thanh Thanh, con gầy quá, ăn nhiều vào đi. Đừng có kén ăn giống như mẹ con nha. Lúc trước mẹ con rất kén ăn sao? Đúng vậy, từ nhỏ mẹ con đã được ông nuông chiều nên làm gì cũng rất kén chọn. Chỉ có mỗi chuyện trọng đại nhất đời người là nó nhìn nhầm thôi. Ba con là người rất tồi tệ hay sao? Thằng đó sao? Khi còn trẻ nó là một kẻ ăn chơi, nhưng sau này khi tới tuổi trung niên lại làm được chút thành tích. Ông ấy là người ra sao? Con vẫn muốn được gặp ông ấy. Con đã không lớn rồi, muốn gặp ba ruột cũng là chuyện thường tình. Ông sẽ không ngăn cản con nữa. Để lát nữa ông bảo thư ký Trương gửi địa chỉ của nó qua cho con nha. Nhưng mà ông vẫn mong muốn sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc, con sẽ theo ông về Nam Thành nha. Con... Ông tưởng dạo này con và Thanh Thanh có ý định ra nước ngoài du lịch, chỉ sợ phải qua một khoảng thời gian nữa mới về được. Như vậy sao? Cũng tốt. Con trẻ mà, các con nên đi đây đi đó nhiều hơn. Nếu như các con đã lên kế hoạch sẵn rồi, vậy ông cũng không gượng ép nữa. Thanh Thanh, con hãy giữ tấm thẻ này đi ha. Ông ngoại, ông có ý gì đây? Đây là thẻ thanh toán quốc tế, hơn nữa không có hạn mức. Các con ra nước ngoài sau này cần phải dùng nhiều tiền. Con thích gì cứ mua đó ha. Ông thanh toán cho con luôn. Cảm ơn ông. Nhanh ăn đi. Sao vậy? Em không thấy khỏe sao? Không phải, chỉ là từ nhỏ em chưa từng được yêu thương như vậy. Bây giờ sắp mất rồi, bỗng dưng được yêu thương, anh nói xem có nực cười không? Anh nói nè, được yêu thương á, dù sớm hay muộn cũng là việc tốt, không phải sao? Rất đúng. Nếu được yêu thương, bất kể lúc nào cũng đều không muộn. Sao anh còn chưa rời đi? Thanh Thanh, tôi muốn nói chuyện với em. Anh Phó, em còn phải xử lý một số chuyện, anh có thể ra ngoài đợi em không? Được, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh nha, anh luôn chờ em. Thanh Thanh, em nhất định đã hiểu lầm chuyện đám cưới rồi. Không phải chúng ta đã định kết hôn rồi sao? Nhưng em lại âm thầm bỏ đi. Vậy thì sao? Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi đã chết? Cảnh sát giao thông đã tìm thấy chứng minh thư của em trên người chết. Anh nghĩ rằng em đã gặp chuyện xấu rồi. Nhưng đúng lúc này Châu Dân lại có thai, nên anh không còn cách nào phải kết hôn với cô ta. Vậy thì sao? Là tôi đã làm cho Châu Dân có thai sao? Không phải, anh không định chối bỏ trách nhiệm. Anh chỉ muốn nói chúng ta bên nhau 8 năm rồi. Em biết tình cảm của anh. Anh rất yêu em mà. Yêu tôi? Vậy nên tôi phải dốc hết sức chăm sóc cho mẹ của anh, nhẫn nhịn khi mẹ anh làm khó. Nhưng khi mẹ tôi mất, anh còn không thèm tới nhìn bà lần cuối, mà bận tình tứ với Châu Dân. Đây chính là tình yêu mà anh nói sao? Anh chỉ chơi đùa với cô ta thôi. Thành Thành là người đều có lúc làm sai cả. Em tha thứ cho anh một lần có được không? Tại sao tôi phải tha thứ cho anh? Anh chưa từng yêu tôi mà. Anh rất ích kỷ. Những gì mà anh nói bây giờ đều làm tôi thấy ghê tởm. Ghê tởm sao? Chỉ còn cô, cô thành thật nhường nào cơ chứ? Tôi không thành thật chỗ nào. Cô chưa từng cho tôi biết cô là cháu ngoại của Tưởng Tông Quốc. Danh giao Tưởng như cô đã rất chất giả khi ở bên tôi. Chẳng qua cũng chỉ là chiêu trò làm người khác thương mình thôi sao? Nếu tôi không phải cháu ngoại của Tưởng Tông Quốc, hôm nay chắc anh không tới gặp tôi đâu hả? Cho dù thế nào, tôi cũng đã nói xong rồi. Tôi đi đây. Thanh Thanh, em đừng đi. Anh sai rồi. Làm thế nào em mới chịu tha thứ cho anh đây? Đừng diễn nữa, em vẫn còn yêu anh đúng không? Tưởng Thanh Thanh yêu anh đã chết trong cái đêm hỗn loạn đó rồi. Cẩn Chi còn đang đợi tôi.
Đây là hồ sơ khám bệnh mấy tháng trước. Thanh Thanh, anh xin lỗi. Anh không biết gì cả, Thanh Thanh. Để em kể lại cho. Sau khi hai người rời đi, mặt Lộ Minh Phi tái xanh cả ra. Cô Châu Dân kia vừa khóc vừa cầu xin anh ta, nhưng anh ta không thèm nhìn cô ta nữa. Đây chính là kết cục mà họ đáng phải chịu. Không ai đáng thương cả. Đúng vậy, đáng đời mà. Được rồi, mau ngồi xuống đi. Cận Ngôn, anh Phó, em thấy hơi mệt, em đi nghỉ trước đây. Em nhớ uống thuốc nha. Anh hai, em muốn rời đi. Rời đi sao? Đi đâu chứ? Vì Hải Thị sao? Đi đâu cũng được. Em không thể nhìn cậu ấy ra đi. Em không chịu nổi. Cũng được. Nếu không chịu nổi thì hãy rời đi. Anh hai, vậy còn anh thì sao? Ngày đó sớm muộn gì cũng tới. Có lẽ vậy. Nhưng mà anh sợ nếu anh không ở bên cạnh, cô ấy sẽ không uống thuốc đúng giờ nữa. Cũng sợ nếu có một ngày cô ấy ngã xuống, lại không có ai ở bên cạnh cô ấy. Được, vậy em đi thu dọn đồ nha. Ngày mai cậu ấy sẽ tiễn em đúng không? Nhất định mà. Anh Phó, muộn vậy rồi, sao anh còn chưa đi nghỉ? Tuyết rơi rồi. Đẹp thật. Chỉ là không biết giờ này sang năm em còn có thể nhìn thấy tuyết hay không. Chắc chắn có thể. Thật mong thời gian có thể chậm lại. Thanh Thanh, anh đã đặt 2 vé máy bay. Sau khi chuyện này kết thúc, em có đồng ý đi cùng với anh không? Anh Phó, sớm muộn gì em cũng sẽ chết. Anh biết. Vậy hãy để em suy nghĩ. Được. Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi điện cho anh nha. Chỉ là ai sắp rời đi vậy? Cận Ngôn có chút việc, cần phải đi công tác một thời gian, hơi gấp. Chút nữa là nó sẽ đi luôn. Vậy chút nữa mình sẽ tiễn cậu. Thanh Thanh, lần này đi có lẽ rất lâu nữa mình mới về được. Nếu cậu nhớ mình, hãy viết thư cho mình nha. Sớm quá, thời đại này rồi ai còn viết thư nữa chứ. Mình sẽ gọi điện cho cậu. Không, phải viết thư, nhất định phải viết. Mình chờ cậu.
Hãng hàng không xin thông báo, đề nghị quý khách nhanh chóng đến quầy để làm thủ tục. Tới đó rồi thì có vấn đề gì, nhớ phải liên lạc với anh nha. Chúc cậu làm ăn thuận lợi. Xin lỗi, mình là một kẻ thất bại. Xong việc nhớ về sớm, nếu không mình sợ cậu sẽ không gặp được mình nữa. Tạm biệt Thanh Thanh nha. Tạm biệt Cẩn Ngôn. Anh Phó, nếu như bây giờ em bắt đầu điều trị, liệu em sẽ sống thêm được vài tháng nữa không? Thanh Thanh, em đã nghĩ thông suốt rồi. Tự nhiên em cảm thấy rất lưu luyến thế giới này. Được, bây giờ anh đi sắp xếp luôn. Nhưng mà trước lúc đó, anh muốn dẫn em tới nơi này đã. Đi đâu vậy? Đi rồi em sẽ biết ngay. Ở đây sao? Địa chỉ thư ký Trương đưa chắc không sai đâu hả? Ông ấy sống khá tốt đó. Ba em tên là Triệu Nhạc, là một nhạc sĩ rất nổi tiếng. Trong nhà ông ấy chắc có một người con nhỏ hơn em vài tuổi. Thông tin chi tiết anh gửi sang điện thoại em rồi. Hóa ra đây chính là người đàn ông mà bà tưởng vừa gặp đã muốn gửi gắm cả đời. Xin lỗi, xe ngoài kia là xe hai người sao? Nếu đúng là vậy, phiền cô cậu tiến lên một chút, chẳng mất đường rồi. Ông là Triệu Nhạc sao? Đúng vậy. Cô gái, cô muốn xin chữ ký tôi sao? Được. Cảm ơn. Trời lạnh, cô mặc thêm áo vào nha. Mau về đi. Ba, đàn vi ô long của con đâu rồi? Mua rồi, thằng nhóc này ở trong xe đó. Ông Triệu, mấy năm nay ông sống hạnh phúc chứ? Hạnh phúc lắm. Trông cô rất giống một người bạn của tôi. Vậy sao? Cảm ơn ông đã ký tên. Xe vẫn chưa chạy, tôi đi trước đây. Chờ chút cô gái, mấy người còn trẻ nhất định phải để tâm tới sức khỏe nha. Trời lạnh rồi, phải mặc ấm vào nha. Con gái thì đừng có giảm cân đó, gầy quá không tốt đâu. Cô nhớ ăn uống đầy đủ nha, đừng kén ăn đó. Cảm ơn ông. Anh Phó, em nhớ mẹ. Nghe ông tự nói, mẹ em là một người cứng đầu, kiêu ngạo. Chắc bà ấy cũng biết mình đã chọn sai người, nên mới quyết định không gặp lại ông ấy. Nhìn thấy ông Triệu hạnh phúc như vậy, em hiểu được mẹ em hơn. Bà không cho em gọi bà là mẹ, bởi vì em là kết quả đuổi được khi bà gửi gắm toàn bộ tình cảm. Mẹ em thương em, nhưng cũng rất hận em. Thanh Thanh, anh sẽ đi cùng với em. Nếu em nhớ, chúng ta về đó thăm bà nha. Mẹ à, cảm ơn mẹ đã bất chấp mọi thứ để sinh ra con. Có lẽ mẹ rất hận con đúng không? Nhưng con đã tha thứ cho mẹ rồi. Chào cô Tưởng, hàng của cô. Hàng sao? Đã lâu rồi không có ai sống ở đây hết.
Sao lại có hàng ship của cô Tưởng được chứ? Tôi cũng không biết nữa. Ông ấy biết em là con gái ông ấy. Hôm nay em không được khóc nữa sẽ không tốt cho mắt đâu ha. Anh Phó, em muốn ở lại đây tối nay, nhưng nơi này hơi sập xệ, em sợ anh. Không sao cả. Vậy thì thiệt thòi cho anh rồi. Không cần lo cho anh đâu, anh không cầu kỳ như vậy đâu. Bây giờ em không khỏe, anh cũng không yên tâm nếu xa em. Anh Phó, anh chưa ngủ sao? Sao em dậy rồi? Anh làm em dậy sao? Không, em thấy hơi lạnh nên không ngủ được. Căn nhà này cũ rồi, khả năng giữ ấm cũng hơi kém. Em hãy cố chịu một lúc nha. Anh sẽ đi đun nước cho em. Anh Phó, anh yêu người như em là một chuyện rất đau khổ. Thanh Thanh, anh không hối hận đâu. Tối qua em ngủ ngon không? Em ngủ rất ngon. Đã lâu rồi em chưa từng ngủ giấc nào ngon tới như vậy hết. Anh nhờ người tìm được một chuyên gia ung thư. Sau khi ăn xong, anh sẽ đưa em đến đó nha. Trời ơi, Thanh Thanh à, con coi, mẹ biết ngay là giờ này chắc chắn con ở đây mà. Con chưa ăn sáng đúng không? Mẹ mua cho con ít đồ ăn đây. Sao bà lại tới đây? Có chuyện gì? Mẹ biết là con không hài lòng về mẹ, nhưng Minh Phi lúc nào cũng nhớ tới con hết. Hai đứa đã yêu nhau 8 năm trời, sắp sửa kết hôn rồi. Con đừng có cãi nhau với Minh Phi nữa. Bà tới để cầu xin thay cho lộ Minh Phi đúng không? Lúc trước khi đuổi tôi đi, thái độ của bà khác xa bây giờ. Ôi trời ơi, con vẫn giận mẹ sao? Lúc trước mẹ cũng không biết con là tiểu thư nhà họ Tưởng ở Nam Thành mà. Sau này mẹ nhất định đối xử tốt với con. Hai đứa chung sống với nhau, có nhà họ Tưởng chống lưng thì cuộc sống của các con chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Con cứ yên tâm đi, phận người lớn tính hết rồi. Những lời vô liêm sỉ vậy mà bà vẫn nói ra được sao? Ôi trời, cậu Phó cũng ở đây sao? Bọn tôi sắp sửa kết hôn rồi. Gì à? Tôi nhắc lại nha, tôi và Lộ Minh Phi đã không còn bất cứ quan hệ gì. Thanh Thanh, con coi, sao lại nói những lời giận dữ đó chứ? Được 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 được, cho dù nói thế nào cũng đều là lỗi của mẹ. Con đừng quên, con từng có con với Minh Phi. Tuy không giữ được đứa bé, nhưng mà con cứ yên tâm, sau này cho dù các con không có con thì mẹ cũng không làm khó đâu. Việc này con cứ yên tâm đi. Tô Ngọc Mai, tôi gọi bà một tiếng gì là dì phép lịch sự. Bà đừng có được nước lớn tới. Bà biết nhà họ Tưởng ở Nam Thành là ai không? Đương nhiên biết. Vậy nên chưa nói tới chuyện con cái, cho dù cô ấy bị liệt nửa người cũng có cả đống người muốn lấy cô ấy. Không sai. Vậy nên cho dù có lần lượt cũng không tới lượt Lộ Minh Phi. Mày, Minh Phi là người có tương lai sáng nhất. Mày đừng nghĩ có nhà họ Tưởng chống lưng liền có thể lên mặt được. Bà Thanh Thanh, đừng tức giận, để tâm sức khỏe nha. Em đi nghỉ đi, ở đây để anh lo cho.
CEO phó thì cướp vợ người khác, để đồn ra ngoài. Cậu không sợ bị cười sao? Ai yêu cô ấy, ai không yêu, Thanh Thanh tự biết cả. Mì bà về cho, đừng có làm càng làm bậy ở đây nữa. Nếu hôm nay tôi không chịu rời đi thì cậu làm được gì tôi? Vậy đừng trách tôi cho mấy người lên đây tiện khách giúp tôi đi. Nè nè, mấy người làm gì vậy? Làm gì vậy? Mày đợi đó, tao không tha cho mày đâu. Tao nhất định không tha cho mày. Em đừng có nghĩ nhiều, làm cho mình không vui. Anh nói xem, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, liệu kết cục có khác đi không? Ngốc quá. Cho dù là sớm hay muộn, em cũng là món quà tốt nhất ông trời tặng anh. Hôm qua cảm ơn anh nhiều lắm. Không sao, đều là điều mà anh nên làm. Thôi chết, em để quên chìa khóa nhà ở Hải Thị ở trên lầu rồi. Em chờ anh xíu nha, anh lên lấy cho. Nhà họ Lộ mấy người sao cứ bám lấy tôi vậy? Chuyện má anh đã làm, anh xin lỗi em. Anh còn chuyện gì nữa không? Cái này, Thanh Thanh, em có phải đã bệnh gì đúng không? Lộ Minh Phi, cuối cùng anh cũng thấy rồi. Tôi còn nghĩ rằng Lộ tổng bận như vậy, chắc cả đời sẽ không để ý chứ. Em bệnh nặng như vậy, sao không nói cho anh biết sớm hơn chứ? Tôi từng nói rồi, nhưng tim anh không ở chỗ tôi. Thanh Thanh, bây giờ anh rất hối hận. Hối hận vì không yêu em nhiều hơn, chăm sóc em tốt hơn, không thể cưới em sớm hơn. Lộ Minh Phi, chúng ta không thể quay lại được. Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, không cần sự thương xót, thương hại của ai hết. Là vì Phó Cẩn Chi sao? Thanh Thanh, chúng ta bên nhau 8 năm, sao em nỡ lòng dứt bỏ? Những năm tháng hai chúng ta bên nhau vậy chứ? Người đã dứt bỏ chúng là anh, Lộ Minh Phi. Lộ Tổng, trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi, Phó Tổng. Chìa khóa đây, ta về nhà thôi. Đúng rồi, Lộ Minh Phi, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Khi nào chúng tôi kết hôn, tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh. Có những người gặp nhau ôm nhau gần như không tốn một đồng nào, nhưng một khi mà đã để mất nhau rồi thì từ đó thế giới của họ đã không còn đối phương. Lộ Tổng, có thấy Lộ Tổng đâu không? Cũng lâu rồi tôi không thấy anh ấy. Lộ Tổng, cuối cùng anh đã về rồi. Công ty đã gặp phải phiền toái. Sao vậy? Rất nhiều dự án bị chấm dứt. Có mấy công ty đã ký xong hợp đồng, thà đền bù tiền vi phạm để chấm dứt hợp tác. Là ý của nhà họ Tưởng sao? Là ý của Phó Tổng. Còn về nguyên nhân, một là để tuyên bố chủ quyền, hai là trút giận cho vợ sắp cưới. Chắc là như vậy. Thanh Thanh, đến cả hận em cũng không muốn hận anh sao? Xạ trị và dùng thuốc là cách duy nhất bây giờ chúng tôi có thể làm. Nhưng cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.
Vì điều chúng tôi có thể làm là chỉ cố hết sức mình để kéo dài sự sống của bệnh nhân. Có thể là một tháng và có thể là một năm. Đây chính là giới hạn. Không còn cách nào thật sao? Nếu như là u lành tính hoặc là phát hiện sớm hơn, ta có thể chữa lành được. Nhưng mà khối u đã phát triển tới giai đoạn 3 rồi. Tế bào ung thư đã di căn. Với tình hình y học hiện tại, chúng tôi không còn cách nào chữa. Không sao Cẩn Chi, có thể được ở bên anh thêm một ngày, em cũng thấy hài lòng rồi. Con trai, lúc trước mẹ đã luôn nói với con, tưởng Thanh Thanh không tốt đẹp gì hết, con cứ không tin. Rồi giờ sao? Bây giờ nó trèo cao rồi, liền đá con sang một bên. Nhà họ Lỗ chúng ta không cưới nó vào già, đúng là tổ tiên phù hộ mà. Mẹ đừng nói nữa, lúc trước Thanh Thanh không làm gì có lỗi với mẹ cả. Cô ấy không cần phải chịu cao. Sao mẹ phải nói khó nghe như vậy chứ? Tại sao con lại nói vậy? Con, mẹ nói toàn là sự thật mà. Cô ấy đã sắp chết rồi, mẹ có thể tha cho cô ấy không? Nó sắp chết rồi. Lúc trước lúc nào con cũng nói mình yêu cổ, ngày nào cổ cũng bên cạnh con. Mà con không biết cô ấy bị bệnh nặng như vậy, lại còn làm ra chuyện đó với Châu Văn. Con không phải là con người mà. Con trai, sao mà trách con được chứ? Chỉ có thể trách nó xấu số, chứ không liên quan. Con trai, con chưa nói xong mà, con đi đâu vậy? Con ra ngoài chỗ thoáng. Thằng nhóc này. Minh Phi, cô đến làm gì? Anh không cần em thật sao? Em đang mang thai con của anh. Đây thật sự là con anh. Đúng vậy, tôi rất muốn biết cô mang thai con của tôi mà lại tới khách sạn lăng nhăng cùng thằng khác. Xin lỗi anh, xin lỗi, em biết mình sai rồi. Là anh ta đe dọa em. Anh tin em đi, em thật lòng với anh mà. Đúng, nếu như cô không quyến rũ tôi và Thanh Thanh sẽ sống hạnh phúc với nhau rồi. Đáng lẽ cô đừng xuất hiện, cô đúng là đáng chết mà. Điều này không thể trách em được. Cho dù em không xuất hiện thì anh cũng sẽ có người khác. Anh vẫn sẽ làm chuyện có lỗi với Tưởng Thanh Thanh. Đúng vậy, có thể sẽ đúng như cô nói. Tôi sẽ gặp báo ứng. Nhưng mà cô cũng vậy. Lộ Minh Phi, anh đúng là tàn nhẫn. Một là bất chấp nguy hiểm để phá bỏ đứa bé, hai là sinh đứa bé ra, cô chỉ có thể trở thành một con điên giống như mẹ Thanh Thanh mà thôi. Em không muốn, em không muốn. Mà con của cô cũng sẽ trở nên thảm hại như Thanh Thanh. Thanh Thanh, Thanh Thanh, em thấy sao rồi? Em không sao Cẩn Chi, em vẫn chịu được. Anh dìu em ra ngoài nha. Cẩn Chi, gần đây em bị rụng tóc rất nhiều. Anh nói xem liệu có khi nào em sẽ bị trọc đầu luôn không? Ngốc quá. Cho dù em có chọc đầu đi chăng nữa, em cũng là người xinh đẹp nhất với anh. Sau khi trang điểm, có phải sắc mặt em tốt hơn nhiều không? Không trang điểm cũng rất xinh. Dù gì trong mắt anh, em lúc nào cũng xinh đẹp cả. Anh trở nên lẻo mồm lẻo mép như vậy từ khi nào chứ? Anh không phải là lẻo mồm lẻo mép. Anh chỉ nói những lời thật lòng mà thôi. Ông ngoại. Thanh Thanh, sắp tới Tết rồi, con và Cẩn Chi tới Nam Thành ăn bữa cơm tất niên với ông đi. Ông ngoại, năm nay tụi con không về đâu. Đợi một thời gian nữa, con và Cẩn Chi sẽ cùng tới thăm ông. Vậy cũng được. Ông chờ các con. Hai đứa các con phải hạnh phúc nghe chưa? Nếu thằng Phó ăn hiếp con nhất định phải nói với ông đó. Con biết rồi,
Cẩn Chi đối xử với con rất tốt. Đúng rồi ông ngoại, tụi con đã chụp với nhau rất nhiều hình đẹp. Đợi khi nào có thời gian, con sẽ gửi ông xem. Được được, hai con khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi. Ông phải đi nghỉ đây. Dạ. Tạm biệt ông. Đừng buồn nữa, Thanh Thanh. Hay là cái Tết đầu tiên của chúng ta, hãy về nhà đi. Cái này treo ở đâu mới đẹp đây? Đương nhiên là treo ngoài cửa rồi, phúc đến nhà mà. Vậy có phải là nên treo ngược hay không? Những chuyện này đương nhiên là phải để mình làm. Cẩn Ngôn, Thanh Thanh, đã lâu không gặp. Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng thôi. Bây giờ người mình mỏng manh như thủy tinh vậy. Cẩn thận mình dòi tiền cậu đó. Xin lỗi, mình quá kích động mà. Thằng nhóc này về nhà mà không báo trước với anh sao? Anh hai, qua đây ăn đi. Em ăn no rồi, em lên lầu nghỉ ngơi đây. Cậu mau nhanh đi, chút nữa anh em mình sẽ dọn. Được. Anh hai, dạo này chắc rất khó khăn đúng không? Không, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Hạnh phúc là tốt. Em còn nghĩ rằng cậu ấy không vượt qua nỗi buồn hôm nay. Thanh Thanh sợ nhất là mùa đông, cho nên cậu ấy không muốn chết vào mùa đông. Vậy em có mong muốn gì khác không? Em mong là mình sẽ không qua đời vào lúc mùa đông. Cô ấy cũng từng nói qua. Thực ra em đang sống rất tốt ở nước ngoài, nhưng luôn cảm thấy dần dần không thôi. So với việc chạy trốn, em muốn nói những lời từ biệt với cậu ấy một cách thẳng thôi. Thế nên em vẫn còn quá trẻ. Mỗi khi nghĩ tới đây có thể là năm cuối cùng em được gặp cậu ấy, em cảm thấy rất khó chịu trong lòng này. Những ngày tháng cuối cùng bây giờ chắc là rất khó khăn. Em không cần lo cho anh đâu, anh sống rất tốt. Thanh Thanh cũng đã rất cố gắng rồi. Cô ấy cũng đã cố gắng hết sức để được ở cạnh anh lâu hơn. Vì việc điều trị, cô ấy cũng rất phối hợp. Dù rất đau đớn, nhưng cô ấy chưa từng bỏ cuộc. Anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Nói không chừng, nhỡ đâu ta sẽ gặp may, kỳ tích xuất hiện thì sao? Mong là như vậy. Thanh Thanh, Thanh Thanh, Thanh Thanh, cố lên, Thanh Thanh. Được rồi, người nhà đỡ ngoài đi. Thanh Thanh, Thanh Thanh, y tá. Chúng tôi đang cố hết sức,
Nhưng bệnh của cô Tưởng thật sự rất nặng, hai người phải chuẩn bị tâm lý. Giấy báo nguy kịch, nhất định phải cứu sống cô ấy. Bác sĩ, sao rồi? Đã kết thúc rồi. Vẫn không cứu được cậu ấy sao? Không phải, ý tôi là ca phẫu thuật đã kết thúc rồi. Ca phẫu thuật rất thành công, tạm thời cô Tưởng không có nguy hiểm gì về tính mạng nữa. Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi. Nhưng bây giờ cô ấy vẫn còn rất yếu. Tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải vào phòng ICU để tiếp tục điều trị. Vậy tốt quá rồi, cảm ơn rất nhiều. Không có gì, cô ấy về phòng rồi, chút nữa hai người hãy qua đó. Cảm ơn rất nhiều. Được. Thanh Thanh, em tỉnh rồi. Cận Chi, xin lỗi anh, em làm anh lo rồi. Em đừng có xin lỗi anh, đâu phải là lỗi của em đâu. Là anh quá sợ hãi, anh luôn sợ em sẽ rời xa anh. Nói sợ như là một con dao lơ lửng trên không trung, như là có thể đâm vào tim anh bất cứ lúc nào. Anh đừng sợ, bởi vì em cũng không muốn rời xa anh. Vậy nên em sẽ cố gắng điều trị. Có người trải qua bao nhiêu thăng trầm đi tới kết cục, còn tôi lại như là kẻ ngoài cuộc bình tĩnh. Tình yêu này làm cho ta thấy khó thở, lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Tôi đã rất cố gắng, nhưng dường như vẫn không thoát khỏi được số phận. Dường như luôn có một đôi tay để tôi xuống vực sâu hết lần này tới lần khác. Nhưng tôi cũng liên tục chiến thắng tử thần hết lần này tới lần khác, bởi vì tôi biết có người vẫn còn đang đợi tôi. Nhưng may mà tôi đã thành công vượt qua được mùa đông đó. Cẩn Chi, anh hãy gửi cho ông ngoại những bức ảnh này đi. Đã rất lâu rồi em không tới thăm ông được. Được. Còn cả những bức thư viết cho Cẩn Ngôn nữa. Em nhớ uống thuốc đúng giờ nha. Thanh Thanh, những bức hình con gửi cho ông đã nhận được rồi. Hình rất là đẹp. Hai con như sống tốt nha, ông ngoại rất là vui. Con và Cẩn Chi định bao giờ về thăm ông vậy? Đợi khi nào trời ấm hơn, tụi con sẽ về Nam Thành. Ông ngoại, ông không khỏe chỗ nào sao? Không có, chỉ là nhớ con rồi. Nhìn thấy những bức hình mà con chụp cho ông mà con lại tớp lại rồi. Cẩn Chi không chăm sóc con tử tế sao? Ông không sao thì tốt, ông yên tâm đi.
Cẩn Chi rất tốt với con. Còn nữa, ông đã chuyển tiền vào tài khoản của con, con cứ xài thoải mái nha. Thích cái gì thì cứ việc mua nha. Ông có tiền mà. Tiền ông cho con nhiều quá tiêu không hết. Những thứ con thích Cẩn Chi đều mua cho con rồi. Ông ngoại, thật ra con rất muốn đi thăm ông, nhưng chỉ sợ con không đợi được tới ngày đó. Bác sĩ, thật sự hết cách rồi sao? Cơ thể cô tưởng đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi. Xạ trị và dùng thuốc đều không có hiệu quả gì với cô ấy nữa. Nếu còn điều trị thêm sẽ chỉ làm cô ấy đau khổ hơn thôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ xuất viện sao? Bác sĩ nói tiến trình điều trị đã đạt tới ngưỡng giới hạn rồi. Vậy cho nên anh định đích thân điều trị cho em. Sao em lại không biết? Anh còn biết chữa bệnh gì? Đây là cách điều trị mới nhất. Khoảng thời gian còn lại anh sẽ đưa em đi chơi ha, để em luôn vui vẻ. Đây cũng là một cách chữa trị. Em hiểu rồi. Ở bệnh viện cũng quá ngột ngạt. Em cũng muốn đi đây đi đó, muốn đi ăn những món mà em chưa từng ăn. Được. Cẩn Chi, có phải là đã hết thuốc rồi đúng không? Thiếu mất một viên. Bác sĩ không cho em uống nữa, nói làm em khó chịu. Không được đâu, em phải uống thuốc thì mới khỏi được bệnh. Anh mau đưa thuốc cho em đi. Nó thật sự sẽ làm em đau đớn đó. Em thật sự phải uống đủ thuốc. Anh đi đi, hãy lấy thuốc cho em đi, nhanh lên. Anh cười gì vậy? Làm như là anh câu được vậy. Anh câu cá siêu lắm nha. Coi nè, hình như có thứ gì thật. Hay là anh dẫn em đi chơi chỗ khác ha? Được. Chúng ta chụp hình chung đi. Alo. Cô Tưởng, ông Tưởng bệnh nặng, mong cô mau chóng về Nam Thành. Gì chứ? Miu Miu. Miu Miu. Ông ngoại. Ông ngoại là con, Thanh Thanh. Thanh Thanh à, sao con ốm đi nhiều rồi? Ông ngoại ông đừng lo, là con ăn không quen đồ ăn ở đó. Người ông có lỗi nhất đời này chính là con và mẹ con. Ông đã để cho các con chịu nhiều vất vả ở ngoài kia rồi.
ông ngoại. Con đừng hận ông nha. Không đâu, ông ngoại, con chưa từng thù hận gì ông. Con tin mẹ con cũng giống như vậy. Thời gian của ông không còn nhiều nữa rồi. Ông đừng nói vậy mà. Sau khi ông mất, nếu như con và Cẩn Chi định kết hôn, các con đừng quên đốt cho ông một tấm thiệp mời nha. Còn nữa, chính là số tài sản ông nắm giữ, nếu con không muốn, hãy mang đi quyên góp cho người nghèo đi. Hãy sống cuộc sống mà các con mong muốn. Ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại. Anh đã chọn cho ông phần mộ đẹp nhất, tốt nhất. Chọn ngày lành để chôn cất đi. Thực ra em thấy khá may mắn vì ông đã qua đời vào lúc này. Nếu để ông người đầu bạc tiện kẻ đầu xanh, vậy thì ông còn buồn hơn. Chắc em cũng không còn bên anh được lâu nữa. Cẩn Chi, hãy hứa với em, đợi sau khi em mất, hãy tìm một cô gái tốt chăm sóc anh. Anh biết chưa? Em nói gì vậy? Ngoài em ra, anh không cần ai cả. Nhưng em sợ một mình anh sẽ rất cô đơn. Nếu người ở bên anh tới cuối đời không phải là em, vậy thì anh thà cô đơn tới già. Tin anh đi, chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài ở phía trước. Thanh Thanh, mình nói rồi mà, anh Phó này thật sự rất là thích cậu. Anh ấy là một người lạnh lùng và quý phái, lại cam tâm tình nguyện phục vụ cậu. Cậu nghĩ nhiều rồi. Thật ra anh ấy cũng giống mình, đều là người rất đơn giản, sống một cuộc sống giản đơn bình dị. Thanh Thanh, sức khỏe của cậu còn trụ được không? Tống Thiền, mình muốn nhờ cậu giúp một việc. Gì vậy? Chuyện là như vậy. Sau này ta có thể trồng một vườn hoa hồng ở đây. Hồng đỏ hay hồng vàng gì cũng được hết. Anh nghe em, sau đó xây dựng một cái xích đu to ở phía bên kia. Hôm nào thời tiết đẹp, em có thể ra đó ngồi phơi nắng ha. Thanh Thanh, đã lâu không gặp rồi. Lộ tổng, sao anh lại tới đây nữa rồi? Phó tổng, tôi có nhờ người kê được vài đơn thuốc có thể có tác dụng với tình hình hiện trạng của Thanh Thanh. Hãy nhận lấy đi. Lộ Minh Phi, anh cầm về đi. Giữa hai chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Cẩn Chi, hôm nay thời tiết rất đẹp, chút nữa chúng ta đi dạo đi. Tống Thiền nói vườn hoa trong thị trấn đang nở rất nhiều hoa, đẹp lắm. Được, để em đi nấu cơm nha. Ăn xong ta sẽ tới đó. Dạ. Tôi đi trước đây. Tối nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn cá. Anh hãy đi câu cá tươi đi. Em đang làm khó anh sao? Thanh Thanh à, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi, đúng không? Đúng. Sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thanh Thanh. Cẩn Chi, hết thuốc rồi. Dưới tầng vẫn còn, chờ anh nha. Thanh Thanh, em sao vậy? Thanh Thanh, đứng ra đó làm gì? Ăn cơm thôi.
Mẹ sao vậy? Đừng gọi tao là mẹ. Mày không phải con gái tao. Con là con của mẹ mà. Con là Thanh Thanh đây. Mày là kẻ chuyên đi hại người. Mày đã làm hỏng cả cuộc đời tao. Ba mày hủy hoại cuộc đời tao. Tao không nên sinh ra mày. Mày đi chết đi. Mau đi chết đi. Sao anh lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Mẹ em đâu rồi? Mẹ. Thanh Thanh, về nhà thôi. Theo anh về đi. Thanh Thanh, em tỉnh rồi. Quá ra là nằm mơ. Vừa nãy khi nằm mơ, em liên tục nói mớ, đòi đi tìm mẹ. Thanh Thanh, em có khát không? Để anh đi rót nước ấm cho em nha. Cẩn chi, lần này có thể em thật sự không vượt qua được rồi. Anh đừng trách em ích kỷ. Dù biết rõ đây là vực thẳm, nhưng vẫn kéo anh nhảy xuống cùng. Em đừng nói vậy. Thanh Thanh, anh biết thời gian này em cũng đã rất đau đớn vất vả. Nếu không phải vì có em, anh sẽ không tin trên đời này có tồn tại tình yêu đâu. Anh không hối hận. Em cũng đừng áy náy nha. Nhưng em không yên tâm về anh. Anh phải ăn uống tử tế, đi ngủ đủ giấc, chăm sóc tốt cho bản thân. Còn nữa, Còn cả Cẩn Ngôn, cậu ấy không nghiêm túc gì hết. Anh phải quản lý tốt cậu ấy. Thanh Thanh. Thanh Thanh. Cẩn Chi, em buồn ngủ quá. Thanh Thanh. 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 Một năm sau. Anh hai, sao em tới vậy? Em sợ anh chán nên tới chơi với anh thôi. Đậu Nành, dạo này mày có ngoan ngoãn cái lời không? Đậu Nành, dẫn trước kén ăn nha. Giống hệt cô ấy vậy. Đã lâu như vậy rồi, anh vẫn chưa quên được cậu ấy. Em quên được không? Anh hai, hay là anh về nhà ở mấy ngày đi. Đã lâu rồi chưa về đúng không? Anh sống ở đây, lúc nào cũng sẽ nhớ tới cậu ấy đó. Không cần lo cho anh đâu, anh sống rất tốt, chưa từng cảm thấy cô độc. Là cô ấy đã giúp anh hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống này. Đúng rồi, đây là đồ của anh nè. Đây là gì? Trên đường đến em cứ ghé qua quán trà, Tống Thiền đã đưa cho em. Cô ấy bảo đưa cho anh coi. Là nét chữ Thanh Thanh. Tống Thiền nói Thanh Thanh đã viết cho anh rất nhiều thư như này, và dặn cô ấy mỗi năm đưa cho anh một bức. Cẩn Chi, chúc mọi chuyện được suôn sẻ. Hôm nay anh có khỏe không? Qua ngoài giường nở hết rồi chứ? Để em đoán xem, chắc là hôm nay thời tiết rất là đẹp. Anh nhớ phải vui vẻ. Đây là năm đầu tiên em yêu anh. Anh phải tin rằng một khoảng thời gian dài ở tương lai, em vẫn sẽ yêu anh ở nơi mà anh không nhìn thấy. Anh nhớ phải thay em ngắm mặt trời vào những ngày tràn ngập ánh nắng. Nhớ phải mặc thêm quần áo khi đông tới. Hãy sống hết mình ở thế giới này.
chúng ta đều không hối hận. Yêu nhau chính là món quà của số phận. Anh nhớ phải nhớ tới em đó. Đương nhiên, quên được thì càng tốt. Theo thông tin mới nhất, bộ phim truyền hình Hàng Vạn Người Dân được cải biên từ câu chuyện tình yêu của ông Phó Cẩn Ngôn và vợ mình Tưởng Thanh Thanh dự kiến khai máy vào tháng sau. Việc chuyển thể lần này cũng là di nguyện từ nhiều năm trước của ông Phó. Trùng hợp thay, một nhân vật chính khác trong câu chuyện là ông Lộ Minh Phi vừa mới qua đời vào tối qua. Được biết, cả đời ông Lộ không lấy vợ mà chỉ cống hiến cho xã hội. Hoa còn ngày nở lại, người không thể trẻ lại. Anh hai, Thanh Thanh, nếu còn có kiếp sau, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau vào lúc tốt nhất.